Rồi vô lại cho em nha mấy chị đẹp. Rồi mấy chị nào muốn thích mẫu nào comment lên đi mấy chị. Ai thích mẫu nào comment lên em tay trên like cho mấy chế luôn. Rồi tiếp tục vô lại đi mấy chị, vô lại cho em đi. À cô ơi tay dài phối còn size 10 không? Còn bộ đồ size 10 với Ngọc Thiện không? Size 10 không? Ừ. Để cô coi còn không nha Ngọc Thiện. Để cô coi còn không, cô lên mẫu nào còn cô lên cho. Rồi còn 9 với 11 và con ơi hết 10 rồi, 9 với 11 và chín được không? 1 là 9, 2 là 11. Lên đông đông cho em đi mấy chị nha, lên đông đông lên cho em đi. Mấy bộ đó là quá đỉnh luôn á, thích lấy liền đi để hết á cả nhà. Cái bộ đẹp lắm. Bộ đó là siêu đỉnh luôn. À bé mẫu giáo ok Trang Phạm nào, nãy hỏi Trang Phạm không có thấy Trang Phạm trả lời. Rồi lên ba lô mẫu giáo cho Trang Phạm đi con. Ba lô xe mẫu giáo. Để coi mẫu nào còn xe lên cho Trang nha, mẫu giáo cháu cứu hộ hết rồi nha cả nhà. Đẹp lắm. Rồi lên đông đông đi mấy chị đẹp. Hôm nay em về sắc mách đẹp quá trời luôn nè mấy chị, sắc mách ba có tay đồ đẹp lắm luôn á. Mình tâm tư nhận trên tư nha. Ừ. Cái mặt đây nha. Giá sale nha Trang ơi, bây giờ mẫu giáo chỉ còn nè, đẹp lắm luôn nè, sale cho em 140 nha, hàng xịn sò luôn, hàng cao cấp chứ không có hàng thường nha, vì không có chị không có độn ra nên đẹp lắm luôn. Hàng này là hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái nhện đó là 140 sale, 140 cái này sale cho em 150 luôn, cá sale 150 nè, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn, hàng Quảng Châu. Chế nào lấy lên chốt cho em đi mẫu giáo. Cái cá này em sale 150 luôn nha, xuất sắc lắm luôn mấy chị nha. Cái cá này 150 sale, giá sale của cá này tới 165 ngàn. Cái này mẫu giáo nha em ơi, cái này là mẫu giáo nha, rất là đẹp luôn. Chị rồi. Muốn lấy cấp 1 á, cứ comment cho em cấp 1 nha, em đang lên mẫu giáo nha. Không, thấy to. Trời, to đâu, không à, to. Cái này không có to đâu, cái này là mẫu giáo rồi em ơi, chị bán cái này là mẫu giáo nha. Rồi bán rần rần luôn. Rồi cái khủng long đẹp lắm luôn nè. Cái khủng long này sale 100 mầm chồi lá là ok luôn nha chị. Mầm chồi lá ok. Cái này 135. Rồi đẹp lắm luôn. Hàng Quảng Châu nha mấy chế. Hàng này có to đâu cực. Cái này là hàng mẫu giáo đó. Mầm lớp chòi, lớp lá là ok. Cái con này cũng là nhỏ hơn chút xíu nè, cũng là mầm luôn, lớp mẫu giáo luôn. 60 ngàn. Rồi, bây giờ còn hai cái này 60 ngàn luôn nè, lấy chốt cho chị luôn. Đẹp lắm luôn. Đấy này còn hai cái sale 60. Này nhỏ hơn tí á. Đây. Muốn lấy cái nào? Cái này là sale em 60 ngàn luôn. Đây còn hai cái, muốn lấy cái nào đẹp lắm luôn nha. Lấy cái này chốt cái vàng, lấy cái này chốt cái xanh. Đó, siêu nhân á, 60 rồi hả? Lấy chú chó dễ thương nè. Hàng Quảng Châu nha chế, cái này đẹp nè. Cái này nhỏ hơn chút xíu, cũng là tùy cái à, nói chung là mầm trời lá. Đẹp lắm. Okay đó. Cái này gì như vậy? Nó giảm 10 ngàn. Rồi cái này là giảm cho em 10 ngàn luôn, 175 ngàn luôn. Trời ơi nó đẹp lắm luôn mấy chế ơi, hàng Quảng Châu nha, xuất sắc lắm luôn. Cái này là 185, giảm em 10 ngàn còn 175. Rất là đẹp luôn á mấy chị ơi nha. Trời ơi hàng đẹp lắm, hàng cao cấp mấy chị, em bán hàng Quảng Châu á. Rồi qua. Giảm 10 ngàn,
nhận đơn hàng like hôm qua. Bộ cho bé rất đẹp, em cảm ơn sếp. Rồi cảm ơn em Thái Ngọc ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp nè mấy chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn, cái khủng long này cũng đẹp lắm luôn nè nha. 170 giảm cho em 10.000 còn 160 luôn. Rất là đẹp, hàng cao cấp mấy chị đẹp ơi nha. Em bán hàng Quảng Châu á, xịn sò luôn, lấy chốt. Đó, em đang lên ba lô mũ giáo á, mấy chế nào lấy trên like đi, em giảm cho mấy chế hết. Ai lấy ba lô lên chốt cho em nha mấy chị, đẹp lắm luôn, cái nào cũng đẹp hết trơn luôn. Rồi cái này giảm 10.000 luôn, 150, còn 140 luôn. Ai lấy lên chốt cho em. Người nhện. Trời ơi, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mua một cái cho bé đi nha. Rất là đẹp luôn, hàng này là mấy chị khỏi có chê. Rồi, người nhện 150 giảm 10.000 còn 140. Chế nào lấy chốt cái này cho em người nhện. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi. Hay là đẹp. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, qua mẫu, qua mẫu. Rồi giờ em lên tiếp nha mấy chị. Mấy chế nào muốn lấy mẫu nào cứ comment lên cho em nha. Chế nào thích mẫu nào comment lên cho em. Bây giờ em lên mấy cái mẫu là size nhỏ, size rẻ cho mấy chị nè. Rồi cái mẫu này size 435.000, chị nào lấy lên chốt cho em nha. Size 435.000. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi em lên bóng rổ sắc nách nè mấy chị. Size 435.000, 10kg tới 13kg. Chị nào có size lên chốt cho em đi, sale 35.000 luôn. 10kg tới 13kg nha, đẹp quá trời luôn. 35.000 mã xanh bóng rổ. À, lấy chốt cho em xanh size 4 nha, 35.000. Size 10. 50. Rồi bây giờ em còn bộ cô tông size 10 nha mấy chị. Size 10 đẹp lắm chưa, đẹp chưa. Size 10 sale 50.000 luôn còn bộ à. Cô tông ai có size 10 lên chốt cho em 50.000. Cái này còn một bộ mới có giá này nha mấy chị. Có một bộ em sale rẻ cho mấy chị luôn. Rồi size 10 50.000 luôn bộ xe nha. Size 10 mã xe, size 10 50. Cô tông nha mấy chị, hàng đẹp lắm. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Cái này size 3 nha mấy chị, 8kg tới 11kg. Đẹp quá trời luôn. Sale cho mấy chị luôn 25.000. Size 10 50 cho Huyền Phạm. Rồi có luôn Huyền Phạm ơi. Rồi sale cho em 50 luôn còn bộ mấy chị. Cái nào còn bộ sale rẻ nha mấy chị. Rồi size 3 8kg tới 11kg 25.000. 25.000 mấy chị đẹp ơi. Nha, 25.000 size 3, 8kg tới 11kg, 8kg tới 11kg, 25.000, có size 5 không? Có, theo dõi đi em. Theo dõi đi chứ. Rồi, 25.000. Rồi, mới nói có liền. Mới nói có liền luôn nè. Rồi, 45.000. Đẹp lắm luôn, này còn lẻ lẻ sale rẻ nha, đẹp mấy chị nha. 45.000 luôn nè, mấy chị còn bộ nè, 3D cao cấp size 5 nha, bộ này là 70 á. Đây, 45.000 cho em luôn là cái này còn có bộ. Muốn mua thêm bộ này nữa cũng có nữa. Thun lệnh 3D giống gì? Thun lệnh 3D xe nhỏ 3, 4, 5, 6, 7 là 70 á. Này còn lẻ lẻ bộ em xe cho mấy chị 45.000. Rồi 45.000 nè, 3D xe 5 chị đầu lấy lên chốt nha. 45.000 xe 5 nha. Mã xe. Xe xe 5. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Cô tông nha, 35.000 luôn. Xe 5, 35.000. Chị nào có size lên chốt. Mấy này cô tông là 60 rồi mấy chị. Cô tông này là 60.000 bộ đủ size á. Lấy em xe size 5. Có luôn tên Trang Phạm. Rồi Trang Phạm. Trang Phạm có luôn. Ba lô 45 thôi. Ờ 45.000 thôi. Rất là đẹp luôn nè. Em lấy cô tông size 5 luôn. Rồi size 5 luôn, 35.000 luôn. Chị nào coi like có size lên chốt mấy chị. Cái hàng nào còn lẻ lẻ em sale rẻ cho mấy chị nha. Hàng cô tông là size nhỏ là đã 60 rồi. Đẹp quá trời luôn. Rồi size 4 mấy chị. Size 4, size 4 40.000 luôn. Hàng bóng rổ nha. Size 4, 40.
Mã đẹp của mấy chị ơi có... Size 4, 40 mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em có size nào em lên size đó nha. Mấy chị này là lẻ size nha. Có size 6 không, có size 7 không nha. Đó, theo dõi đi, theo dõi đem lên cho. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi, 40.000 luôn. Bây giờ còn bộ size 4, 10kg tới 13kg nè. Ai lấy lên chốt em bộ này đi mấy chị. Đẹp lắm, xuất sắc lắm luôn nha. Hàng bóng rổ nè mấy chị, còn có một bộ à. Rồi chế nào lấy lên chốt em mã trắng nha. Size 4, 10kg tới 13kg, 40. 456, 50. Rồi bây giờ em lên tiếp mấy chị nè. Lẻ lẻ nha mấy chị, 456 sale cho mấy chị 50.000 luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nè, hàng thể thao. 456 mã xanh lá Puma cho em luôn, xanh lá kèm size 50, 50 cho mấy chị luôn nè. Bôi đẹp lắm chứ. Rồi 50 bộ này, bộ xanh lá này một còn một bộ size 13 nữa, sale cho mấy chị 60 luôn. Rất là đẹp luôn. Bùi Ngọc mã trắng, mã trắng size 4 cho Bùi Ngọc nè, mã trắng size 4 40 nha Bùi Ngọc ơi. Rồi cái mã Puma này đẹp mấy chị lấy đi mấy chị ơi, 456 nè, 70.000 nha, đủ size là 70.000. Bây giờ còn có 3 bộ em sale cho mấy chị nhiêu quên rồi, 50 thôi không? 50 quá sale kìa. Rồi chốt ơi Bùi Ngọc rồi nha Bùi Ngọc. Bùi Ngọc ơi size 4 40 á. Phương Eli shop dễ thương cả nhà, đồ đẹp nữa. Rồi cảm ơn Phương Eli nè. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Bây giờ em lên cho mấy chế nè, 456 nè mấy chị, có 50.000 rồi, bộ này là 70 á mấy chị đẹp. Còn một bộ size 13 nữa mấy chị ơi, một bộ size 13 em sale cho mấy chị 60 nha. 456 sale 50, size 13 em sale cho mấy chị 60.000 luôn nha. Size 13 size đại á. Chị nào lấy lên chốt em mã xanh lá. Puma xanh lá nha mấy chế. Rất là đẹp luôn. 40. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Shop chị ở quận 10 hả chị? À đúng rồi cưng, Phương Eli. Đây, bây giờ em lên tiếp cho mấy chị bộ dài nha. Bộ dài đẹp lắm luôn. Em sale cho mấy chị luôn, size 7 40 luôn, còn có một bộ à. Size 7, bộ dài 40. Chị nào có size lên chốt nha. Bộ này là 70 mấy chị, sale 40 luôn. Còn bộ. Rồi, chế nào có size lên chốt nha. Bộ tay dài, quần dài, hàng này là hàng Borip xúc á mấy chế. Chị nào có size cứ lên chốt đi, còn lẻ lẻ em đang lên cái hàng lẻ lẻ nè, còn bộ size rẻ. Rồi 40 size 7 bộ dài. Size 7 bộ dài 40. Ngọc quá mẫu nha mấy chế. Đẹp lắm luôn á. Bùi Ngọc là size 4, cái nào có size 4 luôn cho Bùi Ngọc. Rồi này 34 nè, 34 40. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ bô rip này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Size 3, size 4, em sale 40.000 luôn. Size 3, size 4, mã nhện. Đẹp lắm luôn. 3, 4, 40.000 mã nhện cho em luôn. Mấy chế ơi, đẹp lắm luôn. 3, 4, mã nhện. Em để gần với mấy chị xem nè, sale 40.000 luôn. Chế nào lấy chỗ em nhện kèm size nha, 40. Đẹp quá luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Rồi nó chốt nhện đỏ cho em nha. 3, 4, 40, bộ đó 60. Nhện đỏ là 60, mấy chế còn lại lẻ sale rẻ nè. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Trời chế nào lấy lên chốt nha cả nhà. Đẹp lắm luôn nè. Bây giờ em lên cho mấy chị nè, mã xanh 35.000. 35.000 mã xanh nha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Được nha Phương Eli ơi, ghé trước 7 giờ nha cưng. Ghé nếu mà ghé có mua hàng á nha. Trước 7 giờ, 7 giờ chị đóng cửa. Đẹp lắm luôn nha mấy chị đẹp ơi. Bây giờ mã xanh này em sale cho mấy chị luôn 35.000. Bây giờ em còn 3, 4, 5, 35.000. Hàng cô tông 3, 4, 5, 35.000. Chị đầu lấy lên chốt em bộ cô tông này nha mấy chị. 3, 4, 5, còn 3 bộ à. Sale 35.000 luôn á. Rồi chế đầu lấy cô tông lên chốt nha. Đẹp lắm luôn. 3, 4, 5 mã xanh 35.000. Rồi qua mẫu mấy chị nha. Xanh 4 cho Bùi Ngọc ok cưng nè, 35.000 luôn mà đẹp lắm luôn. Mấy chị có size lên chốt đi mấy chị đẹp ơi. 35.000 cho Bùi Ngọc size 4. Rồi qua mẫu đi mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp. Rồi bây giờ em lên tiếp thể thao nha, đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi còn 458 mấy chị ơi. 458 em sale cho mấy chị 50.000 thôi. 50.000 luôn. 458 chị nào có size lên chốt cho em. Size 4, size 5, size 8, 50. Rồi ai lấy chốt em đắt vàng đi, đắt vàng đẹp đi. Lắm luôn nha mấy chị ơi. Cưng lắm luôn nè, hàng thể thao nha.
siêu đẹp luôn. Size 4, size 5, size 8, 50 cái đắt vàng đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Còn có 3 bộ sale 50.000 cho mấy chị luôn. 4, 5, 8. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em mã vàng nha. Mã vàng đẹp quá mấy chị ơi. Rồi qua mẫu. Ai có size lên chốt. Mã đẹp. Rồi lên tiếp mã nai đỏ nè. Trời ơi đẹp lắm. 4 nè. 4, 5, 7. 4, 5, 7. 50 ngàn luôn. Chị nào có size lên chốt bộ này là 70 á mấy chị đẹp ơi. 70 nha. Rồi cái đắt vàng cho Bùi Ngọc đi. Xe đẹp máy, quá luôn size 4 á. Sale 50 bộ này 70 đó cả nhà ơi. Bộ này 70 sale 50 từ còn có mấy bộ nè. Rồi ai lấy nữa chị ơi. Chị nào rơi vô mấy cái size có size lên chốt cho em nha. Nai đỏ 50 luôn. Nai rồi 50 ngàn luôn. 4, 5, 7 không? 4, 5, 7 có 7 nè chị nào lấy đi. 70 ngàn nha, mỗi này đủ size 70 ngàn á. Cái nào lẻ lẻ nè, em sale rẻ mấy chị canh hốt cho em nè. Rồi 457 mã đỏ cho em luôn. 457 mã đỏ đẹp lắm luôn. Bùi Ngọc ơi chia sẻ cho chị nha. Bùi Ngọc chia sẻ mạnh tay lên đi mấy chị đẹp ơi. Em sale rẻ cho mấy chị luôn nè. 457 mã đỏ 50 ngàn. Chế nào có size lên chốt cho em đẹp lắm luôn nha cả nhà. 457 mã đỏ. Qua mẫu mấy chị ơi. 50. Rồi bây giờ em lên cái bộ dài cho mấy chị đẹp luôn nè nha. Bộ dài hàng này là hàng cô tông thể thao. Xe cho mấy chị 50 ngàn luôn. Còn xe mấy vậy? Xe 4, 3, 4. Xe 4 à. Rồi còn bộ xe 4 nè mấy chị. Xe 4, 50 ngàn luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Bộ thể thao nha mấy chị. Mã xám. Mã xám hàng cô tông nha mấy chị đẹp ơi. Hàng cô tông thể thao 40 ngàn luôn. Ê, phải không? 40 luôn. 50 ngàn. 50 ngàn luôn. Rồi, chế nào lấy lên chỗ em mã xám 50 ngàn. Rồi, qua mẫu chị ơi. Chị lên hàng mới về cho em nha chị. Trang Phạm. Ơ, rồi, đợi chị xíu. Rồi, cái xám size 4 cho Bùi Ngọc luôn, 50 luôn. Đó luôn. Nguyễn Thị Lệ Quyên xám 28kg còn không? Khó thầy cưng ơi, đợi mẫu khác đi Quyên ơi nha, Lệ Quyên. Rồi giờ em lên tiếp cái nải này cho mấy chị nè, đẹp lắm. Puma xanh lá nè, mấy chị đẹp ơi, Puma xanh lá nha. Rồi sale 50 luôn cho mấy chị luôn nè, còn có 3 bộ nè. Chị nào có size lên chốt nha mấy chị. Bây giờ em còn 4 4 với 8 50 ngàn, 4 với 8, 50 ngàn mấy chị ơi. Rồi 4 với 8 50 ngàn luôn. Trời đẹp quá mấy chị nha. Rồi, size lớn em còn một bộ size 14 nha, 40kg. Size 14 là 40kg. Size mấy chị 60 luôn. Buma xanh lá nè. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi. 4 với 8 sale 50. Một bộ size đại 14. Size 14 tầm 40kg nha. Sale 60 luôn. Rồi chế nào lấy chỗ em xanh lá nè. Bộ này đẹp lắm luôn nè. Bùi Ngọc. Trời ơi lâu lâu mới có một lần nha mấy chị đẹp ơi. Nha, 50-60 xanh lá cho em luôn qua rồi, mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Rồi 45 ngàn ha. Rồi 45 ngàn còn có 2 bộ mấy chị ơi. Cô tông nha, một bộ size 9, một bộ size 11. Size 9, size 11, 45 ngàn luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nè. Võ Uyên ơi, size 8 là từ 23kg đến 25kg nha Võ Uyên. Đẹp quá rồi, trời luôn. Rồi size 9 là 25-27kg. Size 11 là 28-30kg nha. Còn hai bộ size 45 ngàn luôn. Bộ này 75 ngàn nha mấy chị. Rồi bộ này size 45 ngàn nè mấy chị. Còn hai bộ size đại em size 45 ngàn luôn. Hàng cô tông nha. Mã vàng đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt kem đi. Một bộ size 9, một bộ size 11. 9 với 11 nha. Mã vàng 45 ngàn. Mã cô tông lên nè kìa. Đẹp lắm luôn á. Chị nào có rơi vô mấy cái size đó chốt đi mấy chị. Đẹp quá trời đẹp luôn. Còn ít là em sale rẻ cho mấy chị. Rồi bây giờ em lên 3D nha mấy chị nha. Em lên bộ 3D mới đẹp xuất sắc luôn. Mà sale cho mấy chị nè. 65 ngàn nha. 4, 5, 6, 7, 8, 65 ngàn. Từ size 9, 10, 11, 12, 13, 14 tới 40kg em sale cho mấy chị là 77 ngàn. Đẹp lắm luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nè. Mã khủng long nhí 65 đại 79 mấy chị ơi. Mã này có từ 9kg cho tới 40kg nè. Đẹp lắm. Rồi 9kg tới 40kg. Nhanh tay lên chốt cho em mã xanh kèm size nha. Em đang lên 3D nè đẹp. Rồi, lắm. Rồi khủng long mấy chị ơi. Khủng long đọc size nha. 4, 5, 6, 7, 8, 65 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 77 ngàn. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nè. Nha khủng long kèm size qua mẫu. Rồi bây giờ em lên bộ lẻ nè mấy chị nè nha. Bộ... xe cẩu 35 ngàn size 4.
đẹp lắm luôn nè. Bùi Ngọc hốt liêu, Bùi Ngọc ơi, size 435.000 còn bộ mấy chị đẹp ơi. Tay ngắn quần dài nha, xe cẩu. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em đi, xe cẩu 35.000 nha, xe cẩu 35. Còn một bộ xe rẻ cho mấy chị 35.000 luôn. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn á. 50. Sale 50 nha, bộ nai thể thao 50.000 luôn. Rồi xe cẩu 4 cho Bùi Ngọc luôn đi, 35.000 cho Bùi Ngọc. Còn cái mã vàng này đẹp mấy chị vô lấy mấy chị. Rồi bây giờ em lên cô tông thể thao nè mấy chị, bây giờ còn có 3 bộ rồi nha, size 4, size 6, size 7, 50.000 luôn. Rồi 4, 6, 7, 50.000 nhanh tay lên chốt em nha, bộ thể thao cô tông. 4, 6, 7, 50.000 chị nào lấy lên chốt cho em nha mấy chị, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi size lớn anh còn 9, 12, 13, size 60. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Rồi 9, 12, 13, 60.000 luôn. Ai lấy lên chốt cho em nha. Hàng cô tông nha mấy chị ơi, mã vàng nè, bữa nay vàng này đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu mấy chị. 50, 60 cho mấy chế luôn á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi vàng size 10 hết rồi cưng. Hết 10 rồi chế. Hết 10 rồi Lệ Quyên ơi nha. Hết 10 rồi cưng, còn 11 à lấy không? Hết 11 luôn, còn 12 rồi. À còn 12 à nha, hết rồi chị đọc sai á, chị có đọc sai á Quyên. 28 ký hả? 28 ký cho lấy size 10 hoặc 11 đi. Đợi xíu rồi chị coi còn mẫu nào chị sale lên xem. Đẹp lắm luôn, là bây giờ em lên tiếp mã cam nè mấy chị ơi. Lấy 11 còn à, hết rồi, hết luôn rồi, 12, nãy chị đọc 12, 9, 12, 13. Mẫu đi, để có 11, lấy mẫu khác 11 nha. Đợi xíu đi, nào chị còn có size chị lên cho đẹp lắm luôn. Rồi lên tiếp cho em mã cam nè, mã cam, mã cam nha mấy chị ơi. Sale mã này nhiêu quên, 50 luôn. 50, 60 đi. Rồi 5, hả? Ờ 50. 50 luôn hả? Đẹp quá luôn. Trang Phạm lấy em bộ ni size 5 nha chị. Bộ ni xanh á, size 5 á. Trang Phạm 35.000. 35.000 ni xanh cho em luôn. Ok cưng Bùi Ngọc. Đẹp quá trời luôn nè, ni xanh size 5 cho Trang Phạm 35.000 luôn. Rồi bây giờ em lên cái mã này thể thao cho mấy chị nè, sale 50.000 luôn. 55 nha. 55, 65 luôn, đẹp xuất sắc luôn. Hàng thể thao tay phối nha mấy chị ơi. Em đọc sai cho mấy chị nè. 458. 458 sale 55.000. Rồi size đại em còn 9, 11, 12, 13 mấy chị ơi, 9, 11, 12, 13 65.000. Ôi đẹp quá mấy thun chị. Lạnh, thun lạnh thể thao cao cấp nha mấy chị, thun lạnh thể thao cao cấp bộ ni cam. Ni cam kèm size cho em luôn, mã cam kèm size đẹp lắm luôn, 55 size nhỏ, 65 size đại luôn mấy chị đẹp ơi, chị nào lấy lên chốt cho em nha. Size lớn em còn 9, 11, 12, 13 mấy chị ơi, 9, 11, 12, 13, 65 ngàn thôi. 9, 11, 12, 13 em sale 65 ngàn luôn mấy chị nha, size nhỏ sale 55, ai lấy lên chốt 458, ai có size lên chốt nè, mã cam cho em luôn nha, 458. Đẹp quá mấy chị ơi, 55, 65. Rồi lên tiếp với mã này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Rồi mã này 60 đi cho chị lấy luôn đi. Rồi size 11, 60, đẹp lắm luôn, bộ Puma cam, size 11. 11 với 13, còn 2 size mấy chị ơi, 11 với 13, hốt cho em nè, 11 với 13, 60 ngàn thôi. 11 với 13, 60 ngàn luôn nè, Nguyên có lấy luôn Nguyên, 11 với 13, sale 60 luôn, nhanh tay lên chốt cho em mấy chị đẹp ơi, 11 với 13, dưới đây có 11. 11, 13, 60, rất là đẹp luôn á. Rồi Ngọc Thiện chốt 11 rồi, Ngọc Thiện chứ. Rồi chốt là Ngọc Thiện 11 nha. 11. Rồi còn bộ 13 nha. Còn một bộ 13, còn một bộ 13. Mấy chị ơi, 60 ngàn phải không? Ừ. Rồi Ngọc Thiện chốt là 11 nè, 60. 60 đi. Ừ. Rồi bây giờ em lên cái mã này đâu đẹp lắm mấy chị ơi, 11, 12, 60 luôn, mã sóc cho em luôn nha. Bộ sóc xanh nè, 60 ngàn luôn. 11, 12, chị nào lấy lên chốt cho em đi, 60 ngàn luôn. Bộ này là 85 ngàn á mấy chị nha, size đại hàng này 85 ngàn luôn. Rất là đẹp luôn. Bộ sóc này đẹp nè, bộ này 85 ngàn á mấy chế. Bây giờ còn 2 bộ em sale cho mấy chị nó rẻ rề luôn. Rẻ luôn, 60 ngàn nè, Quyên có lấy bộ này không Quyên ơi? Nè, 11 của Quyên nè, Quyên 11, 12, 60 nha.
Cái má đẹp lắm, để gần. Trời ơi, đẹp lắm luôn nè, để gần cho cả nhà xem nè. Trời ơi, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hàng này 85.000 đó. Rồi 11 với 12 mã sóc, chị nào lấy lên chốt em. Chị cái cặp trên cái nón trắng bao nhiêu? À cái cặp cái mã xe hả? Ừ, trên cái nón trắng. À cái xe này, cái mã xe này cặp chấm gù nha mấy chị ơi, mã này hơi cao nha, mã này là 275. 275 nha, chị lấy thì không em đau, không đau. Chị lấy thì em giảm chị 15.000 đi, còn 260 lấy chốt cho em nha. Cái này hàng Quảng Châu nha chế. Hàng Quảng Châu, hàng này là quá đẹp rồi. Hàng này là chống gù nha, cái này nó phẳng nè, đeo vô nó thẳng cái lưng nha. Hàng Quảng Châu 275 nha, lấy vớt chị 15.000 trên like luôn, còn 260. Rồi còn 260 đó, Hồng Đào lấy chốt đi. Hàng cao cấp nha cưng, cặp cao hàng Quảng Châu á. Mấy chị mấy cặp là gì, siêu thị là mấy trăm, 300 trở lên bảo đảm luôn. Rồi chốt lại Lệ Quyên bộ cam size 13, Lệ Quyên lấy hàng cô tông thôi. Size 13 mã cam. Ok luôn. Xe cho Lệ Quyên 60.000 luôn, bộ cam. Cái mã này cũng là thun bo rip cũng đẹp lắm á. Trời ơi, cái bộ này là khỏi chê, là tự tiền Lệ Quyên thích chứ. Hàng bo rip nó mịn lắm luôn á. Bo rip nha, phải nha. Cái hàng bo rip là em bán bo rip xuất thôi mấy chế ơi, nó đẹp lắm luôn. Rồi em qua mẫu đi chứ. 11, 13 nha, 11, 13. Mấy cái cọc chống gù á, bảo đảm là mấy trăm ngàn, 300 mấy, 300 mấy ký vừa. 11 là tầm 28 tới 30 ký á nha, Hồng Đào. 28, 30 ký xe 11 nha. Đẹp lắm luôn mấy chị, 85 á, mà em sale cho mấy chị có 60, còn có 2 bộ à. Chị nào rơi vô cái size này có size cứ chốt đi mấy chị. 35 ngàn. Rồi 35 ngàn luôn là mấy chị ơi, 35 ngàn luôn. Lấy sóc 11 cho Hồng Đào đi. Ok chị Hồng Đào. Xe cho Hồng Đào 60 ngàn. Mấy này lẻ lẻ, mấy chị canh lẻ lẻ hốt cho em đi. Rẻ. Rồi bây giờ em xe cho mấy chị nè, size 3. Bây giờ em còn size 3 với size 5 là bộ dài nè mấy chị. 35 ngàn luôn, còn có 2 bộ à. Rồi, à lấy chút cho em mã xanh đi mấy chị ơi. Mã xanh này còn size 3, size 5 hả? Ờ, size 3, size 5, 35 ngàn luôn. Ai lấy lên chốt đi mấy chị. Cô Tông nha, 3 với 5, 35 ngàn. Rồi, cái mã xanh này size đại, em còn size 9. 9, 11, 12 mấy chị ơi. 9, 11, 12, 45 ngàn. Ai lấy chút cho em mã xanh đi. 9, 11, 12, 45 ngàn. 9, 11, 12, 45 ngàn luôn. Cô Tông là mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt em đi. 35-45 nha, size đại còn 9-11-12. Rồi xanh 11 cho Lệ Quyên đi, 45 ngàn luôn. Rồi có cho Lệ Quyên luôn, 45 ngàn cho Lệ Quyên luôn nè, đẹp quá trời đó. Lệ Quyên lên thông tin cho chị luôn nha Lệ Quyên. Rồi ai lấy mà size nhỏ hơn 3 năm mấy chế. Rồi bây giờ còn 3 với 5 nè mấy chị, 3 với 5 em sale cho mấy chế 35 ngàn nha. 3 năm 35 ngàn. Rồi em qua mẫu mấy chị ơi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè, đẹp quá. Rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè, size 4, size 8, 4835 luôn. 35 ngàn luôn đi. 4835 ngàn luôn, chị nào lấy cô Tông lên chốt nha. 4835 ngàn, 4-8, đẹp quá mấy chị. Rồi ơi, cái mã xanh lá cây Adidas này, Adidas xanh lá cây còn 48 hả? Ừ. 4835 ngàn, size lớn 11 với 13, 45 ngàn. 11, 13, xả 45 ngàn luôn mấy chị, có size lên chốt cho em nha. 3545 ngàn luôn, 3545 luôn, mã này lên cho em đi mấy chị đẹp ơi, nha. 3545, 11, 13, 11, 13, 45. À hàng của Helen quách đi chưa? Chắc đi rồi. Sài Gòn. Để chị coi coi nha, để chị coi coi Helen quách. Còn á, lấy thêm. Lấy thêm đi, lên chút nữa đi rồi đó, Helen quách ơi. Lấy thêm đi, em có lấy thêm gì lấy thêm không nha? Có lấy thêm em để lại nha. Em đang đợi shipper lại lấy. Shipper sẽ là chút xíu nữa lại rồi đó. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi, 4835 ngàn, 4835 ngàn. Rồi 35 ngàn Helen quách size 8 nè. Có luôn. 35 ngàn, đẹp quá trời luôn. Rồi 11, 13, 45 ngàn luôn. Size lớn nha, ai đắt, size lá cây này 11, 13, size lớn 45 ngàn mấy chị ơi. 11, 13 nha, 11, 28, 30 kg. Đẹp lắm luôn, 35 ngàn hốt đi mấy chị đẹp ơi. Còn rồi cho Bùi Ngọc size 4 nè, ok Bùi Ngọc nè, 35 ngàn luôn. Rồi còn bộ size 4 nữa nè, ai lấy lên chốt đi, 35 ngàn, 11, 13, 45. Rồi em qua mẫu mấy chị ơi. Rồi còn bộ nha, còn bộ size 4, 35, 11, 13, 45, 11 cho Lệ Quyên luôn, 45 ngàn luôn. Rồi có là chế. Rồi coi chốt cho Lệ Quyên rồi nha Lệ Quyên, 45 ngàn cho Lệ Quyên luôn. Đợi em xíu nha mấy chị.
Rồi lên 3D mới rồi, đợi xíu con, cô lên cho con Di Đăng Khanh 45.000. Rồi em qua mẫu mấy chị ơi, em qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ sao cái này? 12 á. Bây giờ còn bộ 12 nè, chị nào lấy lên chốt đi 60.000 luôn. Rồi khủng long size 12 60.000 đẹp quá. Size 12 là 30kg cho tới 33kg nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 30 tới 33 60.000 luôn, chị nào lấy lên chốt nè. Rồi lâu lắm mới gặp con. Lâu lắm, lâu lắm luôn ha. Dạ. Rồi nhanh tay lên chốt mấy chị, 60.000 luôn, size 12 nha, size 12 em sale 60 nè, 85 á mấy chị, sale 60 luôn. Nha, size 12 60. Rồi bộ này size 12 cho hồng đào luôn rồi, khủng long rồi, chốt khủng hồng đào khủng long đi chị. Rồi, chốt cho hồng đào luôn á, 60 mấy chị. Chị rồi, nào có size lên chốt nha, hàng này lẻ lẻ nên em đi sale giá này nha mấy chị, không có giá này đâu. Rồi qua mẫu đi mấy chị ơi. Rồi cái mã này đẹp lắm mấy chị, em lên cái mã. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chế đẹp nè, rất là đẹp luôn, nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị nha. Em qua lẹ lắm luôn á. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em, mã vàng cá mập nha mấy chị ơi, 3D nha, xịn sò luôn. Nhí 65.000, 4, 5, 6, 7, 8, 65. Từ size 9 trở lên tới size 14 em sale 77.000. Rồi ai lấy trước cho em mã cá mập thôi. Cá mập vàng kèm size cá mập mấy chị ơi, cá mập kèm size mấy chị đẹp lắm luôn. Rồi size nhỏ 65, size lớn 77.000 nha. Rồi chế nào lấy chốt em cá mập nha mấy chị, em đang lên hàng 3D mới về nha. Chế nào lấy nhanh tay lên chốt cho em đẹp lắm luôn. Cá mập kèm size. Giá này đã sale rồi nha mấy chị ơi, 4, 5, 6, 7, 8 là đang bán 70-75, chốt trên like 65.000. Xe lớn 9, 10, 11, 12, 13, 14 đang bán là 85-90, chốt trên like 77.000. Rồi nhanh tay lên chốt nha em mã cá mập kèm size nha, 10kg tới 40kg, 10kg tới 40kg đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị bộ cô tông nha, đẹp lắm luôn. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nè, size 11 nè. Size 11 đẹp lắm luôn. Chị 11, nào lấy? 11, 12, 13, 14, 60.000 luôn. 11, 12, 13, 14, 60.000 luôn. Nhanh tay lên chốt cho em mã đỏ thể thao. Mã đỏ thể thao 11, 12, 13, 14, 60. Trời ơi, chốt cho em mã dài đi, đáp đẹp quá. Đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên chốt cho em đi, ai có size lên chốt cho em 11, 12, 13, 14 luôn á, 60 luôn. Chưa bằng một bộ size nhỏ nữa nha mấy chị, tự gì còn nào mà còn lẻ lẻ đó. Chị nào rơi vô mấy cái size này lên chốt cho em đẹp lắm, 60.000, 85.000 mà em sale 60.000. Rất là đẹp luôn. Rồi 14 cho Heliwatt 60. Ai có size lên chốt đi mấy chị đẹp ơi. Em sale rẻ cho mấy chị cho hết luôn nè. Bộ này 11 nè chế, 11 cho Lệ Quyên luôn nè. Đúng rồi, lấy đi chế. Trời 60 ơi, bộ này 85.000 á. Bộ này bữa là về đủ size là 85.000. Mấy chị mua chưa bằng bộ size nhỏ nữa đó. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nha. Rồi bây giờ em lên tiếp 3D nha mấy chị. Em lên 3D sen kẻ nha. Có tay, đẹp lắm luôn. Million, ai lấy lên mã này lên chốt cho em mã Million nè. Cưng quá mấy chị ơi. Rồi nhí cho em sale 65. 4, 5, 6, 7, 8, 65.000. Từ size 9 trở lên tới size 14, 79.000. Đẹp lắm luôn, em đang lên 3D. Khung lạnh 3D 65, 79, mã Million. Ai lấy lên chốt cho em nè mấy chị đẹp. 4, 5, 6, 7, 8, 65, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 79.000. Trời ơi, mã này đẹp lắm luôn. Rồi, chế nào lấy lên chốt em Million nha. Cái Million xanh đẹp quá mấy chị. Ôi, đẹp lắm luôn mấy chị. 65 nhí 79 đại nè. Rồi em qua mẫu nha. 65 79 chị nào lấy lên chốt nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi đẹp quá mã gấu nha. Rồi gấu nè 60.000 luôn nha, 60.000 luôn, size 10 còn bộ luôn, size 10 gấu xám 60 đẹp lắm luôn, để gần cho mấy chị xem này nha. Nó mịn lắm, hàng xuất có mấy chị đẹp ơi. Một bộ duy nhất size 10, 60, ai lấy lên chốt cho em. Chị nào có size thì cứ lên hốt nha. Size 10, 60 luôn, size 10, gấu xám. Đẹp quá trời luôn, gấu xám size 10, 60, gấu xám size 10. Ok, hồng đào, 60.000 cái hồng đào luôn. Mã gấu đẹp ha. Đẹp lắm. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi, hôm qua D có bộ Batman không chị? Đẹp lắm, theo dõi đi chị. Theo dõi đi chế ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chế nè.
đẹp lắm luôn. Em lên bóng rổ nha, 70-80 luôn, 10kg tới 40kg, 4, 5, 6, 7, 8, sale 70. Trời, cái mã LV đẹp quá mấy chị ơi, 9kg tới 40kg luôn, 9kg tới 40kg luôn. Size nhỏ em sale 70, size lớn là em sale 80 nha. Trời ơi, đẹp quá. Tất cả các mẫu trên livestream này em đã đều sale rồi. Có những mẫu giảm 5.000, có những mẫu giảm 10.000, có những mẫu giảm 15.000 nha mấy chị. Tất cả trên đây là đã sale rồi, nên mấy chị cứ hốt cho em. Đẹp lắm luôn, nhanh tay lên chốt cho em mã xanh LV. Đẹp lắm luôn mấy chị, bóng rổ 10kg tới 40kg nha, đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay lên comment lên cho em là đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 70-80. Ai lấy lên chốt cho em mã xanh nha, mã xanh kèm size. Đẹp lắm, rồi qua mẫu nha mấy chị. Bộ LV này đẹp lắm. Rất là đẹp. Rồi qua mẫu. Qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp sát nách cho mấy chị nha, tranh thủ lên chốt lên mấy chị, chờ đợi là không còn sai đâu, em nói thật luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè, sát nách 3D luôn nha, đẹp lắm luôn, mã vàng. Ai lấy mã này lên chốt em mã vàng, bộ Batman vàng đẹp lắm luôn. 4, 5, 6, 7, 8 sale 65.000, từ size 9 trở lên tới size 14 sale 77.000. Rồi nhanh tay lên chốt cho em mấy chị đẹp ơi nha. 65, 65, 77, mã vàng size 6 đi đơn xanh. Rồi Batman ai lấy, trời mã đẹp lắm mấy chế. 65, 77, size 9 đến size 14, 77 nha. Inbox em đang bán 70, 75 nha. Trên live em bán có 65 mà cái giá rất là dễ lấy cho mấy chị. Rất luôn là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi mã vàng size 9 cho Mỹ Võ Uyên. Mã vàng size 9 đẹp quá trời luôn. Nói chung mấy chị coi live cứ lấy trên live giá rẻ nha. Inbox em vẫn bán giá nguyên bình thường nha. Ưu tiên trên live stream thôi nha mấy chị. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi cả nhà ơi, cả nhà. Mấy chế chia sẻ cho em một lần về trang cá nhân của mình đi mấy chị. Muốn lấy hình nào cứ comment cho em nha, muốn lấy hình nào cứ comment cho em. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy nữa, chốt em Batman kèm size mấy chị ơi. Mã vàng Batman nha, vàng kèm size cho em luôn. Đẹp không? Rồi qua mẫu nè. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Tay dài, quần dài, mã xe. Mã xe. Ủa, mã xe đẹp ghê. Đẹp lắm luôn, bây giờ còn size mấy vậy? 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14 sale cho mấy chị luôn. 60 luôn. Đẹp quá à, xe rẻ cho mấy chế luôn á. Trời ơi, mấy chế ơi, chế nào rơi vô hôm nay không lấy là uổng lắm luôn á. Mà xe trắng đẹp quá mấy chế. Rồi, 11, 12, 13, 14 sale 60 ngàn luôn. Chị nào lấy lên chốt em mã xe nha. Đây, mã xe kèm size cho em luôn, 60 ngàn. Còn mấy bộ không? Ôi, còn có 4 bộ. Rồi, 4 bộ lẻ sale 60 luôn, còn này 85 nha mấy chế. Ai lấy chốt cho em mã trắng xe đi. Xe. Rồi, nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Xe kèm size cho em. Hôm nay chị nào có size của bé lên chốt nha, 85.000 mấy chị, em sale cho mấy chị 60.000 luôn. Rồi bộ xe đẹp lắm luôn. 11, 12, 13, 14 nha, qua mẫu. Xe trắng cho em nha. 60. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị được. Rồi có tay nè cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nè. Ai lấy chốt cho em nha, bộ siêu anh hùng rồi mấy chị ơi, mã đỏ kèm size cho em luôn. 65 size nhí, 79 size đại luôn, đẹp lắm luôn, siêu anh hùng. Mã đỏ kèm size, đẹp lắm. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi, đỏ kèm size cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 8 sale 65, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sale 79 nha. Mã đỏ. Mã đẹp đấy mấy chị. Chị nào lấy mã này lên chốt em mã đỏ, đỏ kèm size qua mẫu. Đẹp lắm luôn. 65, 79 mã đỏ. Rồi lượt trước cho Võ Uyên đỏ size 9 đi, 79.000 mã đỏ còn. Hết rồi cưng ơi, còn 10 à Uyên ơi nha, hết 10, hết 9 rồi cưng nhích ơi. Lên, nhích lên size rồi mấy chị ơi. Lấy 10 không Uyên, lấy 10 ok chị. Nhích lên chị. Con chút à, nhích lên có một chút thôi. Đẹp, có quần sọt lẻ nha cưng, chút chị lên cho Hồng Đào. Quần sọt lẻ lấy bao nhiêu ký mấy chị ơi? Đẹp quá trời luôn. Cái mã xin hồng đỏ em hết 9 nha, còn 10 hoặc 8 nha mấy chị ơi. Bộ có tay lên bộ cam khủng long luôn cô Di Đông Khanh. Rồi đợi cô xíu con, đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn, vậy lấy 8 đi. Rồi 8, 65 ngàn. Rồi 65 ngàn cho Nguyên luôn nha, Võ Uyên ơi 65 ngàn, đẹp lắm luôn. Rồi quần lẻ 30kg hồng nào đợi xíu chị lên cho em luôn. Rồi có luôn,
lẻ 30 kg để em xe cho rồi của Võ Uyên 65.000 nha Võ Uyên, size 8 nha Võ Uyên. Võ Uyên lên thông tin cho chị đầy đủ luôn nha Uyên ơi. Rồi qua mẫu đi mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên cái bộ này size 12 nè mấy chị ơi, size 12 sale cho mấy chị 65.000 nha. Size 12 mã này sale 65.000 đẹp lắm luôn. Chế nào lấy lên chốt em đi size 12 thể thao. Mã xám nha, 65.000 size 12. Rồi size 12 tầm 30 kg cho tới 33 kg luôn, trời mã này đẹp lắm. Lấy cho em đi. 30 tới 33 kg em sale 65.000 luôn nha, mã xám hàng thể thao đẹp lắm. Rất là đẹp luôn, nhanh tay lên chốt đi mấy chị. Cái màu xám này đẹp nhất mấy chị. 65.000 cho hồng đào luôn. Có luôn nè chị. Nguyễn Hồng Đào lên thông tin đầy đủ giùm chị luôn nha. Cưng vô inbox cho thông tin đầy đủ giùm chị luôn nha. Đẹp lắm. Trên like ít nhất cho số điện thoại giùm em. Trên like ít nhất cho số điện thoại giùm em nha. Đúng nha, mấy chế đẹp. Mấy chế đẹp khách mới lên thông tin đầy đủ cho em. Tại vì em tắt like nó hay bị mất thông tin lắm mấy chế. Tắt like hay mất thông tin không inbox cho mấy chị được luôn á. Ồ, nha mấy chị nhanh tay lên cho đẹp lắm luôn nè. Bây giờ em lên tiếp mã xe sát nách cho mấy chị luôn. 6577 luôn. 45678 sale 65. 9, 10, 11, 12, 13, 14 sale 77.000. Rồi chế nào lấy chốt em mã xe hơi nha. Mã xe hơi kèm size đẹp lắm luôn, xe hơi kèm size rất là đẹp luôn nha mấy chị đẹp. Nhanh tay lên chốt lẹ cho em luôn. Nha, rồi ok hồng đào nè. Võ Uyên lên thông tin giùm chị luôn nha Võ Uyên. Cưng lắm luôn nha cả nhà ơi. Rồi em đang lên 3D mấy chị nè. 65 77, 65 77 em qua mẫu nha, đẹp lắm luôn. 65 77. Rồi, cái mã xe xanh này đẹp quá. Đẹp lắm. Nhưng mà cái bay mới này như hình hồng đào chưa có mua á, nên nó chưa có, chị chưa có em inbox hay ở đây luôn chị. À em muốn cho ở đâu cũng được cưng. Nguyên ơi, muốn cho ở đâu cũng được nha. Cho inbox cũng được mà cho trên like cũng được. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị đẹp nè. Size 10, size 10. Tự nhiên cái bay này bay mới á mấy chế nha, mới em mới xin lại thông tin để em lưu vô. Đẹp quá trời luôn. Rồi size 10, size 10 60.000 luôn. Size 10 60.000 mã cam nha. Size 10 60.000 mã cam. Rồi bán này cưng quá chị ơi, bán này 80 nha, bán này 85 nha. Body bên em thun size đại là 85.000 á. Còn một bộ duy nhất sale cho mấy chị 60 thôi. 60.000 luôn á mấy chị, có size lên chốt nha. 60.000 luôn. Rồi bộ dơi size 10 60 cho hồng đào luôn. Chị nào có size lên chốt nha mấy chị nha. Size 10 60 luôn. Chị có nhắn gì kìa. Hele Watch mã xe trắng size 14. Xe trắng size 14 dài 60.000 hồi nãy nha cô. Okay. Rồi ok em luôn nè, Hele Watch. Rồi chốt Hele Watch luôn. Giờ chốt là Hele Watch luôn nha. Xe trắng size 14 á, 60 bộ đó 85.000 không có mấy chị đẹp. Rồi trước là Hele Watch nè, 60.000 luôn. Rồi qua mẫu mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp à, cái bộ này đẹp lắm luôn nè. Như Đăng Khanh chốt nha con, siêu đẹp luôn. Rồi 65-79 luôn, mã khủng long cam cho em luôn nha. Nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi. Mã đẹp lắm mấy chị. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Trang Phạm đâu rồi, nãy giờ lên mấy cái bộ mới của Trang Phạm nè. Trang Phạm đâu rồi, đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Rồi 65-79 luôn, chế nào lấy lên chốt cho em mã khủng long kềm size mấy chị đẹp nha. Khủng long kềm size cho em luôn. Nhanh tay lên mấy chị ơi, khủng long kềm size, nhanh tay lên chốt cho em nào, đẹp lắm luôn á. Trang ơi, Trang đâu rồi cưng ơi, nãy giờ em kêu chị, giờ chị mới lên nè Trang. Size 6 luôn nè. Có luôn. Cho Nhi Đoan Khanh nè. Rồi chốt cho con rồi nè. Rồi size lớn còn 12, 13 à. Khủng long cam này size lớn còn 12, 13 thôi à. Rồi 12, 13, 79 ngàn mấy chị đẹp ơi. 12, 13, 79 ngàn hết chín rồi. Hoàng Kim Nguyễn ơi. Còn 12, 13 à. Còn 12, 13 à mấy chị đẹp ơi. 12, 13 đẹp quá trời luôn. Rồi qua mẫu nha, qua mẫu nha. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi. 65, 79 size đại. Giờ em còn có 2 bộ à. Size 12 với size 13, hồng đào có lấy không? Có 12 nè hồng đào. Rồi bây giờ lên tiếp cái mã này đẹp lắm luôn. Rồi cái mã đen nè mấy chị ơi, ai lấy mã này lên chốt em mã đen nha. Mã đen xuất game đẹp xuất sắc luôn. Trời cái mã đẹp quá. Mã này đẹp lắm. Rồi 65-79 luôn mấy chị ơi, 65-79 luôn. Ai lấy mã này lên chốt em mã đen kèm size mấy chị.
nha, mã đen kèm size để gần cho mấy chiếc xem là đẹp quá. Rồi size đại, đọc size đại đủ không? Đủ. Size đại có 9 là Hoàng Kim Nguyễn. Hoàng Kim Nguyễn mà nó có 9 là cưng. Rồi 4, 5, 6, 7, 8 65 ngàn đen 9 cho Võ Uyên nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi đen 9 cho Võ Uyên luôn. 79 ngàn. Chế nào lấy nữa lên chốt cho em nè. 4, 5, 6, 7, 8 65, 65, đại 79. Nhanh tay lên chốt cho em mã đen kèm size qua mẫu. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi. Qua mẫu. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Rồi cái này 30kg, 32kg được luôn nha. Rồi bây giờ em lên quần nè mấy chị ơi. Nha em lên quần cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Mã đen size 8 cho Liên Nguyễn. Rồi mã đen size 8 cho Liên Nguyễn. Ok Liên Nguyễn 65 ngàn cho Liên Nguyễn luôn. Trời đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên quần nha mấy chị nha. Quần này là từ 30kg cho tới 32kg luôn. Rồi sale 45 ngàn. Rồi ai lấy lên chốt cho em nè. Chú chó đen nha. Chú chó đen đẹp lắm luôn. 30kg đến 32kg 45 ngàn trên like luôn mấy chị. Quần em đang bán 55 ngàn á. Xuất sắc lắm luôn. Ôi đẹp quá trời luôn nha. Rồi cái này là người mái kem nha. Kem đen. Đen chú chó. Rồi đây là xanh. Chú chó là có đen với xanh. Đen với xanh. Kem. Em đang lên quần 30-32kg. Chị nào lấy lên chốt cho em nè. Sale 45 ngàn luôn. Rất là đẹp người máy. Ok em luôn. 45 ngàn trên like luôn. Mấy chị đẹp ơi. Quần đang bán 55. Em đang lấy cái quần này là 30kg cho tới 32kg. Ok nha. 30-32kg. Chị nào lấy thì lên chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Mình lên lại cái màu đẹp. Rồi cái Mickey xám. Mickey xám. Rồi đẹp lắm luôn nha. Chú chó xám. Chó xám. Mã trắng đi. Rồi cái mã này là mã trắng. Rồi mã này là mã bi. Đen chấm bi nha mấy chị. Đen chấm bi nha. Đẹp lắm luôn đó. Nhanh tay lên chốt. 30-32kg. Chị nào lấy lên chốt cho em. Xuất sắc lắm luôn. 45 ngàn luôn. 45 ngàn nha. Em đang lên quần 30-32kg. Chế nào lấy lên chốt. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Khung da cá 55 á. Mà em sale trên like cho mấy chị 45. Rồi còn mấy cái hốt lên trang luôn đi. Đúng luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Lấy cái mít kỳ cho Hồng Đào đi. Ok Hồng Đào nè chế. Lắm luôn. Rồi chế nào có size lên chốt cho mấy chế. 45 ngàn luôn á mấy chị ơi. Rồi em muốn lấy quần đó không? Comment số ký cho em lên màu cho mấy chị chọn. Chị nào lấy quần comment số ký lên cho em. Có mẫu nào em lên sale mẫu đó cho mấy chị trên like nha. Giảm 10 ngàn cho mấy chị có quần đó. Quần đó 55 ngàn lượng. Rồi bây giờ em lên cô tông tiếp nè mấy chị đẹp ơi. 12 12, 13, 65 ngàn luôn. Mã xanh. 12, 13, 65 ngàn mã xanh nha. Rất là đẹp luôn. Đen chấm bi luôn đi cho Helen Watt luôn. 32kg á. 30-32 nha đen nha Helen Watt. Đen chấm bi 45 ngàn luôn. Kim Nguyên Nguyễn có gửi bưu điện không shop. Muốn gửi bưu điện hả? À. Muốn gửi bưu điện cũng được. Có gì được. Muốn gửi bưu điện thì cứ cầm cứ vô inbox dặn em là gửi bưu điện cho em là em biết em gửi bưu điện cho. À được nha, Nguyên Kim Nguyễn nha. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi 12 13 65 ngàn. 12 13 cô tông dài. Cô tông 12 13 65 ngàn luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Đẹp rồi, lắm luôn. Size đại mấy chị ơi, size đại cùng một bộ size 12 với bộ size 13 nha. Size 12 là tầm 30kg cho tới 33kg. Còn size 13 là 33 tới 36kg. Hai bộ này là 85 ngàn. Bây giờ còn hai bộ thôi. Sale 65 ngàn. 65 ngàn 12 13. Chế nào lấy lên chốt nè. 12 13 mã xanh nha. Mã xanh. Lên dài tay size 9 đi chị Liên rồi, Nguyễn rồi. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ này nha. Cả nhà ơi, siêu đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp 3D sắc nách nè, mã nhện. 65 size nhí, 77 size đại, 9 tới 14 là 77 nha. 4 5 6 7 8 65 mã nhện. Rồi chế nào lấy lên chốt em mã nhện kèm size mấy chị đẹp ơi. Size nhí của em á là 4 5 6 7 8 nha mấy chị.
Xeo 65.000, xe đại là 9, 10, 11, 12, 13, 14, xe 77.000. Rồi 65, 77 xe trên like, nhanh tay lên chốt cho em mấy chị ơi. 9kg tới 40kg luôn á mấy chị. 9kg tới 40kg mã nhện. Ai lấy chốt em mã nhện kèm size nha, mã nhện kèm size 3D nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Nhện 6 cho Nhi Đoan Thanh luôn nè con. Rồi có rồi, chị Nhi Đoan Thanh luôn đi. Xe 6 rồi kéo đi. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, ai lấy nhện chốt cho em nha. Nhỏ 65, lớn 77. 65 nhí 77 đại qua mẫu. Giá này em đã giảm 5.000, 10.000, 15.000 tùy mẫu rồi nha mấy chị. Trên like là mẫu nào cũng đã giảm hết rồi. Rồi chế nào lấy lên chốt cả nhà ơi. Mấy chị nên lấy trên like cho nó rẻ nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. 60.000 luôn. 69 của ai? 60.000 size 9 của Liên Nguyễn nè, lấy đi cưng, chốt đi cưng, đẹp lắm luôn. 60.000 nè, em lên bộ dài cô tông nha. Cô tông thể thao. Sale 60, bộ này là 85.000 nha. Bộ này là 85 á, mấy chị đẹp mua rồi là biết rồi đó. Thôi em sale 60 luôn. Chế nào lấy lên chốt em size 9 bộ dài nè. Ai có size lên chốt size 9 60. Để lẻ sale rẻ nè. Bộ này cũng 85 nha mấy chị. Rồi qua mẫu luôn. Lên dạ quang luôn cô Nhi Đông Thanh. Rồi đợi xíu cô lên cho con luôn, đẹp lắm. Tranh thủ lên chốt em mấy chị đẹp ơi. Rồi nhanh tay lên nha cả nhà ơi, đẹp quá à. Mấy bộ dài giống như vậy không có size nhí hả cô Helen Quách? Đẹp quá luôn. Nhí size mấy? Helen Quách ơi, em lấy nhí size mấy vậy? Nhí size mấy, từ giờ nó lẻ size, nhí lấy size mấy, Helen Quách comment đi. Đem lên sale cho. Rồi bây giờ lên bộ này nè mấy chị ơi, mã trắng cho em luôn, Superman mã trắng 65.000. 4 5 6 7 8 65.000 mã trắng. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 9.000. Rồi giờ cái mã trắng này Superman quá đẹp. Nó đẹp lắm luôn nè. Sáng sủa lắm mấy chị. Đăng Thanh lấy chốt nha con ơi. Đẹp lắm. Nhanh tay lên 65, 79 mấy chị đẹp ơi. Mã trắng cho em luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cái đó còn size 7 không? Nhí còn size 7 không? Không. Đó rồi con ơi nha. Thôi Helen Quách ơi. Rồi nhanh tay lên, đẹp lắm luôn nè. Rồi mã trắng kèm size. Chị nào lấy lên chốt cho em 3D nha. Có tay nè. Đẹp quá trời luôn. Rồi qua mẫu 4, 5, 6, 7, 8 65.000. Từ size 9 trở lên tới size 14 nha. 79.000 sale nha mấy chị, giá sale nha. Rồi qua mẫu luôn. Rồi qua size 7 thôi, chị lấy 40.000. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn nè. Size 7 40 còn bộ nè. Ai lấy lên chốt cho em đi. 40.000 size 7. Hay là quá có lấy không? Size 7 còn bộ nè. Xem 40 luôn. Rồi size 7 nha, 40.000 mã nhện. Con lấy. Rồi chốt cho con luôn, Helen Quách ơi, 40 luôn con. Rồi xe cho con 40. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi. Cho cái mã đẹp quá mấy chị. Này size lớn nha, size đại nha. 60. Rồi sale 60 luôn nè, mã gấu 9, 10, 13, 60.000 luôn. Ai lấy lên chốt cho em đi. Còn 3 bộ, sale rẻ cho mấy chế luôn. 9, 10, 13, 60 gấu, gấu trắng. Đẹp lắm luôn mấy chị nha. Ai có size lên chốt 9, 10, 13 9, 10, 13, 60.000 luôn. Ai lấy lên chốt cho em mã gấu đi mấy chị đẹp ơi. 60 luôn. Rồi gấu cho Lệ Quyên size 10, 60.000 luôn. Ủa nãy ai hỏi size 9 đâu rồi, sao không thấy chốt vậy trời, có 60.000. Hốt đi chế. Trời ơi, em sale cho mấy chị mà mua là rẻ được 25.000 bộ này đó. Nha. Gấu trắng size 9 cho Tuyền Trần. Rồi có cho Tuyền Trần mà chị. Trời ơi, rẻ 25.000 mấy chị đẹp ơi. Em sale 60.000 chưa bằng. Còn bộ 13 mấy chị ơi, còn bộ 13 nha. Một bộ size 13 60 luôn, nhanh tay lên chốt cho em một bộ size 13 60.000 luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị robot nè, 65.000 cho mấy chị luôn nè. Size nhí 65, size đại 77.000. 9kg cho tới 40kg. Mã xanh lá. Ê quên, mã xanh dạ quang nè, đẹp quá trời luôn. Robot nè. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha. 3D nè mấy chị đẹp ơi. Đông Thanh ơi có nè con. Đông Thanh đẹp lắm luôn nè. Robot kèm size cho em luôn mấy chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8 65.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 77.000. Ai lấy 3D lên chốt cho em nha. Đẹp lắm luôn, robot kèm size.
Rồi robot sắp mắt cho mấy chị đẹp ơi, qua mẫu. Mã robot này đẹp rồi mấy chị. Bộ robot đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, đây. Rồi còn bộ size 7 nè, 40.000 luôn. Chị nào lấy lưng hốt luôn cho em luôn, hóa trên hết đi. Rồi size 7 40 luôn, ai lấy lên chốt cho em đi cả nhà ơi, bộ xe xám nha. Xe xám size 7. Size 7 40. Rồi Helen quách luôn. 40.000 cho con luôn á. Mấy chị muốn lấy mẫu nào cứ comment cho em nha. Comment rõ rõ cho em đi. 3D dài ngắn hay là sắc nách gì đó, comment cho em lên cho chị lấy luôn đi. Cho em sale rẻ luôn cho mấy chị lấy like luôn, sẵn lấy trên like luôn cho nó rẻ nha. Rồi bây giờ lên thêm một mẫu này nữa rồi qua tiếp 3D nè. Đẹp lắm. Chị nào có size lên chốt nha mấy chị ơi, 9, 11, 12. Rồi cái mã cam 9, 11, 12, 60 luôn, nhanh tay lên chốt cho em nha. 9, 11, 12, chị nào có size lên chốt nè. Em sale 60.000 luôn, còn 3 bộ mà ai có size lên chốt em bộ cam khủng long nha mấy chị ơi nha. Bộ mã này đẹp lắm luôn á, bộ dài là 85.000 thôi. Rồi mã cam 9, 11, 12, chị nào lấy lên chốt 60 luôn, ai hôm nay mà có coi like mà không lấy là tiếc lắm luôn. Không cam mà đẹp nè mấy chị ơi, có 9 kèo hốt đi hết rồi. Tại vì bữa còn đủ màu thì là không có giá này nha mấy chị. Đủ màu, đủ sao không có giá này. Có giá này đâu, 9, 11, 12 nha. Em qua mẫu, đẹp lắm luôn. Khủng long cam. Khủng long cam. Tiền trần, chị ơi 25kg là size mấy vậy chị? Size 9, size 9. Nếu size 9 là ok rồi tiền ơi nha. Size 9 là ok rồi, thoải mái. Rồi, 25, 35. Rồi em lên cái nón này nè, 2 tuổi tới 5 tuổi sale 35.000 luôn. Cái nón boss xám đẹp lắm luôn nha. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt cho em cái nón boss xám 35.000 cho mấy chị đẹp luôn nha. 2 tuổi đến 5 tuổi, chị nào có sao có bé từ 2 tuổi tới 5 tuổi em sale 35.000 luôn. Nón này đang bán 65. Rồi thêm cái nón phốt này size đại ở này, form lớn nè mấy chị. Rồi cái nón này là form lớn nha mấy chị nha, từ 6 tuổi nha. Nón xám cho Lệ Quyên đi. Rồi ok Lệ Quyên nè. Đẹp lắm luôn, 35.000. Rồi cái nón phốt này là 2 tuổi tới tới 5 tuổi nha mấy chị. Rồi chớp lại Lệ Quyên nha. 35.000 cái nón. Rồi cái nón phốt này size đại nè, chị đâu lấy. Còn đi. Cái nón này là size lớn nha, 6 tuổi đến 15 tuổi, 45.000 luôn. Đẹp lắm luôn, nón này em đang bán 75.000. Đẹp lắm, chế nào lấy lên chốt nha. Cái này là nón lớn, 6 tuổi đến 15 tuổi. Chị nào lấy lên chốt em sale cho mấy chị vừa bán vừa tặng á, 45.000. Nón là em bán cho mấy chị là vừa bán vừa tặng nha. Để cho mấy chị lấy quần áo luôn á. Sẵn là mấy chị mua đồ là em tặng nón cho mấy chị tri ân luôn á, chứ không có cái nón nào mà 45.000 hết nha. 35-45 không giờ có. Rồi quá mẫu. Rồi ai lấy cho chút em nón xám phun lớn nha, 6 tuổi 15, ok. 6 tuổi 15 tuổi mấy chị đẹp ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị cái mã này đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em xe cho mấy chị đẹp lắm luôn nha, trung lắm luôn, em lên bóng rổ. Rồi xe cho mấy chị size nhỏ 70, size đại 80. Chị nào lấy lên chốt cho em mã Dior. Bộ Dior trắng đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi 70, 80, 4, 5, 6, 7, 8, sale 70. Size 9 trở lên cho tới size 14 em sale cho mấy chị 80. Bóng rổ bộ Dior đẹp lắm luôn nha mấy chị đẹp ơi. Hàng này là mấy chị không có chê được điểm nào luôn. Rồi ai lấy thể thao bóng rổ lên chốt cho em. Dior kèm size 70 nhí 80 đại nha mấy chị, 70 nhí 80 đại. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, 10kg tới 40kg á. Đẹp lắm, qua mẫu. Ủa gì Đông Khanh comment cái bộ sao thân dạ quang là bộ nào? Không biết luôn, cái dạ quang bộ nào mấy chị Đông Khanh. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Trời ơi, cái mã đẹp. Trời ơi, 9 với 12. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Này lẻ lẻ mấy chị nào có size lên hốt bộ dài cho bé nha, 9 với 12. Đẹp lắm luôn, bộ hu xám. Trời ơi, đẹp. 60.000 luôn. Trời ơi. Chị nào có size lên chốt nè, 9 với 12, 9 với 12, 60 luôn. Ai có size lên chốt cho em bộ hu xám mấy chị đẹp ơi nha, để gần cho mấy chị xem nè nha. Hu xám hai bộ à, một bộ size 9, một bộ size 12, sale cho mấy chế 60.000 luôn. Giá nào lấy lên chốt cho em bộ hu xám nha. Đẹp quá.
có bộ size 9 nó mới chế. Rất là đẹp luôn, cho tiền trần size 9 nè. 60.000 luôn, mấy chị hôm nay mấy chị không lấy nữa thôi. Đẹp lắm. Rồi chốt cho Tuyền rồi nha Tuyền ơi. Tuyền chồng lên thông tin đầy đủ cho chị nha Tuyền chồng. Đúng lắm. Cái nào là khách mới lên thông tin đầy đủ cho em đi, đẹp lắm luôn. Rồi size 7 nè, 45.000 luôn. Size 7 45 ai lấy lên chốt cho em nè. Bộ này là 70 á nha, mã này là 70, mấy chị em size 45 luôn. Xe cẩu, tay ngắn, quần dài. Size 7 45.000. Bộ đẹp quá. Rồi, chế nào có size 7 lên chốt cho em, xe cẩu 45.000 luôn nha, size 7 45. Rồi lên tiếp với mã này cho mấy chị nè. Size 12. Rồi 60.000 mấy chị ơi. 60.000 luôn, thể thao. À lấy chốt cho em mã này, na xanh biển nè. Xanh biển size 12 60. Xanh biển, trời đẹp lắm luôn. Nhanh tay lên chốt cho em mấy chị ơi. Size 12 60.000 thể thao nha. Thể thao size 12 xả 60 luôn. Size nhỏ là 70 rồi mấy chị. Size lớn hàng sale cho mấy chị có 60. Rồi còn một cái nón nhện là đẹp chưa? Sale cho mấy chị 35.000 luôn. 39.000 chứ, 39.000 luôn. Đẹp quá. 39 con comment dạ quan nào con, cô không biết luôn á con. Di Đăng Thanh dạ quan nào chứ, con comment bộ nào comment rõ cho cô đi, đẹp lắm luôn. Cái bộ dạ quan nó có hình gì không, có hình gì nãy giờ hay chữ gì không, nãy giờ cô không hiểu con comment mẫu nào luôn á. Em muốn lên mà em không biết chị đang nói cái mẫu nào. Ừ đây 39.000 nhớ chị ơi nè, 39.000 món này từ 2 tuổi tới 6 tuổi 39.000. À, lấy chút em nón nhện nha, cái nón cao cấp nha mấy chị. Vừa bán vừa tặng á, mấy chị đẹp ơi, em bán em tặng cho mấy chị. Rồi bây giờ lên tiếp là mấy chị ơi, size 11 nè, 60.000 luôn. Thể thao size 11, 60 luôn, mã xanh dương. Xanh dương size 11. Em sale 60.000 luôn, chế nào lấy lên chốt nha. Bộ này là 80 á, em sale 60 trên like luôn. Size 11, chị nào có size 11 lên chốt nha, 28-30kg á mấy chị đẹp ơi, 60 xanh dương, xanh dương, ai lấy chốt em mã xanh dương. Rồi qua mẫu chị ơi, mã xanh dương nha, mã thể thao xanh dương con vợt nè. Rồi bộ đẹp quá. Chị nào thích mẫu nào cứ comment lên cho em nha mấy chị đẹp nha. Comment cho em đi, lấy trên like cho dễ nha. Trên like là tất cả các mẫu đều giảm 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 tùy mẫu nha. À dạ quan xe đó, dạ quan xe. Rồi đợi xíu đi. Con, đợi xíu con. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Trời mã xanh riêu đẹp quá. Ồ, bộ riêu đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, bộ riêu xanh nha. Bây giờ em còn size 11. 10 11 13. 10 11 13 sale. 60 luôn. Rồi ai lấy chút cho em mã xanh riêu đi mấy chị. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, 10, 11, 13 size đại mà 60.000 luôn. Ai có size lên chốt em bộ riêu nha. Size nhí là 70 nha mấy chị ơi, size nhí là 65, 70 rồi đó. Mà size đại em xem mấy chị như đây đó. Size nhí là đã 70 nha. Size đại là 85 nha. Con mới nhận hàng rồi. Cho con đổi ba cái quần size 30kg. Chiều con chạy qua shop đổi. Cherry Quỳnh. Rồi Cherry Quỳnh ơi, inbox giùm em nha, inbox giùm em nha. Rồi inbox giùm chị luôn nha Quỳnh ơi, đẹp lắm luôn nha. Size 10 chị ơi, Liên Nguyễn rồi, ok em luôn, 60.000 cho em luôn nè. Liên ơi, Liên Nguyễn nè, size 10. Rất là đẹp luôn. Rồi 60.000 luôn. Rồi ai lấy mã xanh rêu nó không chết mấy chị. Rồi xanh rêu em còn 11 với 13 mấy chị, 11 với 13 sale 60 luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em rêu nha. Xanh rêu nè, 11 với 13, 60. Đẹp quá trời luôn. Rồi cái này size 7 nè. Size 7 nhiêu quên rồi? 45.000. 45.000 tay ngắn quần dài. Size 7, size 7 45.000, nhanh tay lên chốt cho em nè. 45.000 size 7 nha, xe cẩu. Rồi bộ đẹp lắm luôn. Rồi chế nào có size 7 lên chốt cho em cái mã này đi. 45.000 xe cẩu mấy chị, 70 quá anh sale 45 còn có một bộ rồi mấy chế ơi. Rồi bây giờ lên tiếp mã này nè. Rất là đẹp. Rồi bộ xe nhanh tay lên chốt cho em xe dạ quang, xe dạ quang. 65 size nhí nè, 77 size đại, nhanh tay lên chốt cho em nè, đẹp lắm luôn nè. Di Đăng Thanh mã này đúng không con? Xe đây, xe dạ quang.
Trời ơi, đẹp quá luôn, ngầu quá, bồ ngầu quá. Rồi, size 6 cho con luôn đi, đâm thanh nè. Rồi, cái mã xe dạ quang này á, em có từ 4, 5, 6, 7, 8 nha mấy chị ơi. Xe cho mấy chị 65 ngàn trên like nha, đang bán 70, 75. Size lớn á, là 9, 10, 11, 12, 13, 14, tới 40kg luôn, đang bán 85 ngàn. Trên like 77 ngàn thôi. 77 ngàn, nhanh tay lên chốt size đại, em sale 77 nha mấy chị. Từ size 9 đến size 14 em sale 77 ngàn. Rồi Trang Phạm xe size 7 cho Trang Phạm đi. Mấy chị, em sale 65 ngàn size nhí á mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt đi, 77 size đại, size 7. Đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn nè, Bích Nguyễn ơi, đồ dài, thun cô tông, thun bô rít thì cũng có, em lấy size mấy cưng? Quên rồi, size 7, đúng không? Đồ dài size mấy quên rồi. Cái gì? À, đấy, lấy gì? Lấy xe size 7 xuống đi. Rồi, ai, đấy, ai muốn lấy đồ gì, size mấy cứ comment cho em đi, lấy trên like cho rẻ nha. Sẵn Bích ơi, Bích comment size mấy, Bích comment size mấy cho chị đi. Muốn lấy dài, dài thun bô rít hay là cô tông hay là thun lạnh á, comment cho em đi, em lên cho lấy trên like cho rẻ. Rồi, Trang nãy giờ kêu em muốn chết luôn mới vô hả Trang? 65 ngàn cho Trang luôn nè, size 7. Rồi, qua mẫu mấy chị đẹp ơi, 65, 77 nha, size đại em sale 77 ngàn cho mấy chị nha, 3D điện đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Chị nào muốn lấy cái gì comment rõ cho em, size mấy comment lên cho em nha. Mẫu gì, mẫu gì, size hoặc mấy. Là mẫu gì, size mấy comment rõ cho em lên cho xe trên like cho mấy chị. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Đọc chị đó, cái chữ nó ghi chị đó muốn lấy gì đọc. Bích Nguyễn. Nói gì? Bích Nguyễn đồ dài vải thun vô tông không hạ. Đó thì nãy giờ chàng đang trả lời cho chị Bích Nguyễn đó. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ dài này cho mấy chị đẹp lắm luôn nè. Bây giờ là em còn 10, 9, còn 9, 11, 13. Trời ơi đẹp chưa? Rồi 60 ngàn luôn. 60 ngàn luôn, ai có size lên chốt. 9, 11, 13, còn 3 bộ em sale cho mấy chị 60 luôn. Hàng này là 85 ha, mấy chế nào mua rồi là biết rồi đó. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha mấy chị đẹp ơi. Rồi mã xe mấy chị ơi, mã xe cẩu màu vàng này rất là đẹp luôn. Còn 3 bộ sale rẻ 60 nha. 9, 11, 13, còn 3 bộ em sale cho mấy chị 60 nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Thun cô tông khác thun lạnh hả chị? Rất là đẹp luôn mấy chị đẹp ơi. Chị nào lấy lên chốt nè. Rồi size 9 cho Tuyền Trần luôn. Khác chị ơi. Dĩ nhiên là phải khác rồi. Hàng cô tông là cô tông nha. Còn hàng thun lạnh là hàng 3D. Thun lạnh nó khác cưng ơi. Hàng thun lạnh giống như là thun thể thao á chị. Đẹp lắm luôn. Rồi Tuyền Trần 60 cho Tuyền Trần size 9 nè. Cứ lấy mà hai thứ đi, hai loại đi, thích vừa mua mốt cái thấy loại nào bự cũng máng hết trơn á. Nào cũng máng hết trơn á, lỗi lầm size 13. Có luôn. Rồi có cho lỗi lầm luôn nè, size 13 60 ngàn luôn nha, lỗi lầm ơi. Đẹp rồi còn quá bộ size 11 mấy chị ơi, mã vàng xe vàng size 11 đi. Thôi rồi size 13 60 và lên thông tin cho chị luôn đi cưng nha. Đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi qua mẫu cho mấy chế luôn nè. Bích Nguyễn, em lấy thun lạnh dài tay size 30kg. Rồi, ok. Rồi, đợi xíu đi cưng ha. Đẹp lắm. Dài tay 30kg đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ em lên tiếp cho mấy chị đẹp nè nha. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi nha. Siêu anh hùng, sắc nắp, siêu anh hùng. 30kg lấy size 11 nha chế. Siêu anh hùng, nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi. 65, 77. Chị nào lấy lên chốt cho em 3D, đẹp lắm luôn. Sắc luôn luôn nha mấy chị đẹp ơi. Rồi mã siêu anh hùng này em đọc sai nha mấy chị ơi. Size 4, 5, 6, 7, 8, sale 65 ngàn. Size đại 9, 10, 11, 12, 13, 14, sale 77 ngàn. Tất cả giá trên đây là em đã sale rồi nha mấy chị. Nhanh tay lên chốt em siêu anh hùng kèm size đẹp lắm luôn. Nha mấy chị đẹp ơi, có áo lẻ không chị 26kg Tuyền Trần. Rồi có theo dõi. Có nha Tuyền, theo dõi đi cưng, chúc chị lên cho em 26kg. Đẹp quá luôn. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nè. Siêu anh hùng nha mấy chị ơi. Siêu anh hùng sát nắp 3D qua mẫu. Siêu anh hùng em có đủ size nha, 9kg tới 40kg luôn á. Siêu anh hùng màu xanh đen nè. Bữa mua bộ ngắn thun lạnh mát em khoái. Rồi ok em Bích Nguyễn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chế nè. Rồi 45 ngàn. Size 13 bộ cô tông em sale 45 ngàn luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em size 13 size đại nha. Còn một bộ size 13, bộ lát xanh nè, cô tông sale 45 ngàn, chế nào lấy lên chốt cho em đi. Hàng này hàng size đại 45 ngàn, ai có size 13 lên chốt cho em. Rồi, mã đá xanh lá cây nha. Rồi, 45 ngàn luôn cho mấy chế đẹp nè. 75 ngàn, mấy chị ơi, đủ size 75, còn lẽ bộ sale 45 ngàn cho nó hết luôn.
gì nè, lỗi lầm hay gì nè, Cương có size 13 đó, lên chốt đi mấy chế. Rồi bây giờ em lên 3D cao cấp nha mấy chị nha. Thun lạnh 3D, tay dài nha. Tay dài rất là đẹp luôn, tay dài khối nè. Em lấy size 13 Liên Nguyễn. Rồi ok, em sale cho em 45.000. Rồi chốt là Liên Nguyễn nha, bộ xanh lá cây size 13 luôn, 45.000. 45.000. Rồi bây giờ em lên tay dài, quần dài thun lạnh nè mấy chị ơi, chốt cho nó cho em luôn đi. Đẹp lắm luôn, sale 80 size nhỏ, 90 size đại luôn, đẹp xuất sắc luôn, tay phối. Chế nào lấy chỗ em mã xe. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nè. 457. Rồi bây giờ em còn 457 nha, size nhí 457 là đang bán 90, chốt trên like 80. Rồi size đại em còn 9, 11, 13, 14 đang bán 100 trong inbox nha. Lấy trên like 90.000 thôi. Bộ này có 30 kg, size 11 của chị nào nè. Của Bích Nguyễn nè, Bích Nguyễn ơi. 9, 11, 13 sale 90. Chị nào lấy lên chốt em mã xe nha mấy chị ơi. Mã này là mã thun lạnh nha, tay phối nhau đỉnh luôn. Nhanh tay lên chốt cho em, còn có mấy bộ à, đẹp lắm luôn, xe kèm size qua mẫu. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị, đẹp quá luôn. Nói chung ưu tiên cho mấy chị có livestream nha, chốt trên livestream giá này nha mấy chị. Inbox em vẫn bán giá cũ bình thường nha. Ưu tiên trên like cho mấy chị đẹp nha. Xuống like là cũng có giá này mấy chị nha. Bây giờ em lên size đại cho mấy chị nha, đẹp lắm luôn nha, bộ dạ quang nè, đẹp quá trời luôn. Dạ quang đi. Rồi. Dạ quang. Bây giờ em còn size 11, 12, 13 sale 60.000 luôn. Ai lấy lên chốt cho em dạ quang 11, 12, 13. Cái này là hàng thun Borip xuất nha mấy chị. Hàng xuất là rất đẹp là mịn lắm. Chị nào lấy thì nhanh tay lên. Em còn có 3 bộ à, sale cho mấy chị có 60.000. Mã này em đang bán là 85.000 nha. Rồi dạ quang kèm size 11, 12, 13. Hôm nay chế nào có size lên chốt cho em đi. Em sale cực kỳ rẻ luôn, không giờ mà có giá này hết. Size nhỏ là đã 70.000 rồi đó mấy chị đẹp nha. Rồi dạ quang 13 cho lỗi lầm nè, 13. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị. Size 13 rồi, xe đi em 60.000. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em còn 11, 12 á mấy chị. 11, 12 nha, chị nào lấy lên chốt. Rất là đẹp luôn á. Sale rẻ cho mấy chị, hôm nay mấy chị có size đừng có bỏ qua. Lâu lâu em mới xả lần lần á mấy chị, còn một vài bộ em xả rẻ. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ thun lạnh nè. Tay dài quần dài nha mấy chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn, lên like áo phía sau đi chị. Rồi ok, Lệ Quyên để chị lên, đẹp lắm. Áo tay dài, áo tay dài phía sau. Ừ rồi, nhanh tay lên nha cả nhà ơi, sale cho mấy chị 80-90 luôn, nhanh tay lên chốt cho em nè. Bộ nhộm nha, lấy em bộ xe tay dài size 9 cho Liên Nguyễn đi. Xe đẹp lắm luôn, size 9-90. Mấy chị không lấy là uổng lắm, em sale trên like cho mấy chế không đó. Rồi 90 cho Liên Nguyễn luôn, bộ đó là đỉnh luôn. Rồi size 9. Rồi lên tiếp mấy chị mã nhện nè, nhện này còn có một bộ hả? Size 4. Rồi 46. Ai có size lên chốt nha mấy chị ơi, size nhỏ em còn 46, 80.000 sale. Size đại. Size 80. Ý lấy size đại. Size đại 11, 12, 13. 11, 12, 13, 90, nhanh tay lên chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Mã nhện trời đẹp lắm mấy chị ơi. Ôi đẹp lắm mấy chị. Ôi. 11, 12, 13, 90 ngàn luôn. Ai lấy lên chốt em mã nhện nha. Cả nhà ơi, qua mẫu em mấy chị. Cái này thun lạnh. Hàng thun lạnh mới đang là cao cấp nha. Phải hàng thường đó mấy chị ơi, không phải là mấy hàng thun lạnh bình thường nha. Ôi ôi, xịn xò lắm mấy chị. Nó mát lắm nha, không có bị giãn nha mấy chế. Rồi qua mẫu đi mấy chị đẹp ơi, đẹp lắm luôn. Rồi giờ lên áo cho mấy chế nha mấy chế. Lên áo, Lệ Quyên lấy nhiêu ký vậy ta? Rồi cứ lên đi, áo 89 ngàn. Rồi áo em 89 ngàn trên like luôn mấy chị ơi nha. Cô tông da cá, đẹp lắm luôn. Sale 89 ngàn nha, rất là đẹp luôn. Lên màu lại luôn đó. Nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi. Qua màu ai lấy lên chốt em mã xanh nè. Xanh đậm. Cái A vàng. Xanh lợt nha, 89 ngàn một áo. Thun da cá cô tông cam. Rồi xám đậm. Xám đậm. Trời ơi, buồn. Xám nhạt. Rồi qua màu mấy chị ơi, xám nhạt, xám đậm, cam, vàng, xanh nhạt, xanh đậm nha. Sale 89 ngàn chốt cho em luôn.
hàng cô cao cấp luôn nha. Đẹp lắm luôn, rồi mình lấy chốt nha nha mấy chị. Lấy comment số ký lên cho em luôn. 89.000 cô tông da cá nha mấy chị đẹp ơi. Hàng cô tông đẹp nha mấy chị. Đẹp lắm luôn nha, rất là đẹp luôn, nhanh tay lên chốt. Không có phải là hàng bông nha mấy chị ơi, hàng bông là cái hàng nóng lắm, còn đây hàng da cá rất là mát nha. Mát lắm luôn mấy chị ơi. Gì vậy Lý Nguyễn, cho em đổi lại không lấy bộ tay dài trước. Không lấy bộ nào chị cầm nói giờ em quên. Hôm nay nó nói vậy sao nhớ ta, tay dài trước vậy không lấy bộ tay dài trước. Mấy chị ơi suy nghĩ kỹ hay chốt đơn nha, em lên một đống rồi giờ không biết để lấy ra luôn á. Không lấy cái gì nữa thì không lấy cái gì. Không lấy mẫu nào thì cứ comment rõ mẫu đó giùm em đi, chứ nó không lấy trước sao em không có biết mẫu nào đâu. Không lấy bộ tay dài trước. Hình gì chị ơi, nói gì em không biết nào luôn á. Là qua mẫu đi. Cam xanh 28kg. Có luôn. Rồi chốt cho em Lệ Quyên nha, Lệ Quyên cam với xanh 28kg. 89.000 đẹp lắm luôn mấy chị, cô tông nha, hàng này mát lắm, cô tông da cá. Đẹp lắm luôn, 89k. Rồi, chị nào lấy áo nữa lên comment lên cho em đi mấy chị. Đẹp quá em lên tiếp cho mấy chị nè. Ờ qua mẫu đi mấy chị. Comment ở đỏ giùm em đi chứ ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn nha. Em lên bóng rổ USA. Ai lấy mã này lên chớ em mã USA nha mấy chị. Bóng rổ, bóng rổ. Sale 70, 80, nhí 70, đại 80. Đẹp lắm luôn, USA kèm size cho em luôn. Cái mã này đẹp lắm luôn mấy chị. Ôi ai lấy bóng rổ lên chốt nè, 4, 5, 6, 7, 8, sale 70, 9, 10, 11, 12, 13, 14, em sale cho mấy chị 80 luôn. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Rồi, USA kèm size cho em luôn. Cái mã xanh này đẹp lắm mấy chị mã ơi. Mã xanh này đẹp lắm luôn rồi, mấy chị. Rồi, em đọc size nha mấy chị ơi, 4, 5, 6, 7, 8, sale 70 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, tới 40kg luôn, sale 80 ha. Rồi, 70, 80 mấy chị đẹp, 70, 80, qua mẫu nha cả nhà ơi. Rồi qua mẫu với chị ơi. Rồi cho Trang Phạm 8 à, 70 ngàn luôn. Trang Phạm USA kèm size cho em luôn mấy chị ơi, 70, 80 cho em luôn. Cái mã đẹp mấy chị ơi, cái mã xanh này đẹp lắm, xanh USA nè. Rồi qua mẫu với chị ơi, 39 ngàn chứ. Rồi giờ em lên hai cái nón này 39 ngàn nè mấy chị ơi. 3 tuổi cho tới 8 tuổi, đẹp lắm luôn. Ai lấy lên chốt em đi 39 ngàn. Trời ơi, nhanh tay lên mấy chị ơi, nó này đang bán 75 đó. Má đẹp. 65 chứ quên, nó đang bán 65. 65 sale 39 còn 2 cái. Còn lẻ là em sale hết mấy chị ơi. Cái rồi, chế nào là lấy lên chốt cho em nha, 3 tuổi tới 8 tuổi mấy chị ơi, 3 tuổi tới 8 tuổi em còn 2 cái. 39.000 ai lấy lên chốt cho em đi, trời ơi, đẹp lắm. 39.000 nha. Ai lấy lên chốt em cái nón xanh nón đó. Nón mà còn một hai cái em sale cho hết luôn. Cho mấy chị luôn, nón đẹp quá trời. Rồi giờ lên tiếp. Ôi bộ đẹp quá mấy chị ơi. Rồi Pokemon nha mấy chị ơi, Pokemon nè đẹp lắm luôn nè. Chế nào lấy lên chốt cho em nè. Pokemon đẹp lắm luôn. Tay dài phối nè. Bây giờ em còn 4, 5, 7 sale 80. 4, 5, 7, 80 ngàn. Chị nào lấy lên chốt em bộ dài 4, 5, 7 xe đại. Rồi xe đại em còn 9, 11, 12, 13 nha mấy chị ơi. 9, 11, 12, 13 sale 90 nha. 9, 90. 11, 12, 13, 90. Trời ơi, Bích Nguyễn rồi cưng có 11 của em nè. Bao giá luôn mấy chị ơi. Xe đại mấy chị mua 90 là bao giá luôn nha. Ôi đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi xe 7 cho Nhi Đông Khanh luôn nè con. Nói chung là bên em là chuyên gia lay suy là bán giá cực rẻ rồi đó mấy chị. Rồi, xe cho mấy chị luôn 80, cũng như Đông Thanh xe 7 có nha con. Nói chung đi số lượng á, giá rẻ cho mấy chị dễ lấy á. Rồi, nhí em còn 4 năm mấy chị ơi, 4 năm nè. Rồi xe lớn em còn 9, 11, 12, 13 nha, qua mẫu. 9, 11, 12, 13, Liên Nguyễn có 9 là Liên Nguyễn, đẹp quá trời luôn nè, lấy chốt nha mấy chị đẹp. Bộ Pokemon này đẹp lắm luôn á. Quý chị nào hỏi 11 rồi đâu mất tiêu rồi. Nãy ai hỏi 11 nè, Bích Nguyễn. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu nha. Lên tiếp cái mã này cho mấy chị nè. Rồi bây giờ em lên tiếp bộ xanh ngọc xe đẹp quá mấy chị. Cái nào này ngọt ngào ghê luôn. Đẹp. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em nè. Xe kèm size 65, 79,
10 kg tới 40 kg, đẹp lắm luôn, chị nào lấy nha. 9 kg là cũng ok mấy chị, 9 kg tới 40 kg luôn á, đẹp lắm luôn. Bộ xe hơi đẹp chưa, xe hơi kèm size mấy chị 4, 5, 6, 7, 8 em sale 65 nha. 9, 10, 11, 12, 13, 14 sale 79 ha. Ừ rồi, xe hơi kèm size đẹp lắm luôn mấy chị, đẹp ơi, cái quần thôi cũng đẹp nữa đó. Rồi chế nào lấy lên chốt em mã xe nha, 65 size nhỏ, 79 size đại quá. Mã này ngầu nè, mã xe đó ngầu, ngầu lắm luôn mấy chị đẹp ơi, đẹp lắm luôn. Tranh thủ lên chốt cho em đi. 11, 12, 13. Rồi bây giờ em lên bộ dài nha, đẹp lắm luôn, bây giờ còn 3 bộ. 11, 12, 13 sale 60.000 luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Đẹp lắm luôn. Mã xanh em mới chế. Mã xanh kèm size, chị nào có size thì lên chốt. 11, 12, 13 em còn có 3 bộ à, sale cho mấy chị 60 luôn. Nhanh tay lên chốt cho em đi. Hàng này hàng size đại nè. Chị nào có size đại lên chốt đi. Size 13 nè, lỗi lầm đâu rồi. Size 13 có nè, 60.000 luôn. Bộ đẹp lắm mấy chị, mịn lắm, hàng này là hàng xuất có mấy chế nha. Mã xanh kèm size 11, 12, 13, mã xanh 60.000. Rồi qua mẫu. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Bóng rổ LV đẹp lắm luôn, mã xanh LV đẹp lắm luôn, 70 size nhỏ, 80 size đại luôn. Rồi chế nào lấy bóng rổ lên chốt cho em, đẹp lắm luôn. Rồi 70, 80 nhanh tay lên mấy chị đẹp ơi. Ủa đẹp quá à. Rồi nhí size 70 đại 80 nha. Em lên bóng rổ LV đẹp lắm luôn, mã xanh kèm size cho em luôn cả nhà ơi. Xuất sắc lắm luôn. Rồi em đọc size em chị ơi. 4 5 6 7 8 70.000 nha. 9 10 11 12 13 14 80 luôn. Rồi 70 80 mã xanh LV cho em luôn. Nhanh tay lên chốt em mã xanh kèm size nha. 70 80 qua mẫu. 70 80 trụ đẹp lắm luôn. Mấy chị ơi, rất là đẹp luôn á. Rồi lên thêm một mẫu này nữa nè mấy chị đẹp ơi. Rồi Million nha mấy chị, Million còn 4 năm, 4 năm sale 80, 4 năm sale 80 đẹp lắm luôn. Bộ dài tha thun lạnh, tay dài quần dài. Rồi size đại em còn 9, 13, 14 mấy chị ơi. 9, 13, 14 em sale cho mấy chị là 90 nha. Rồi 4 năm size nhỏ em còn size 4, size 5 sale 80, size 9, size 13 hả? Size 14, 9, 13, 14 9, 13, 14, 90 luôn cho cả nhà luôn, đẹp lắm luôn. Million, ai lấy mã này lên chốt cho em. Đẹp quá mấy chị, xuất sắc luôn luôn. Rồi chế nào lấy bộ dài, tay dài, quần dài, tranh thủ lên chốt nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Rồi qua mẫu. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn, chị nào lấy cái gì comment lên cho em đi, có ai lấy thêm gì đúng không, comment lên cho em đi mấy chị. Còn nón đỏ, còn một cái nón đỏ em sale 39.000 luôn nè, chế nào lấy lên chốt đi chứ. 3 tuổi tới 8 tuổi nha, trời nón đẹp lắm. 3 tuổi đến 5 tới 8 tuổi 39.000, ai lấy lên chốt cho em cái đắt đỏ nè mấy chị, 39.000 luôn. 39.000 mấy chị ơi, 65 đó, sale 39.000, chị nào lấy lên chốt cho em cái đắt đỏ nha, 39.000. Rồi có mẫu mấy chị. Rồi bây giờ em lên cái mã này nè mấy chị, sale cho mấy chị 55.000. Đẹp lắm luôn. Mã cam 55.000, chị nào lấy lên chốt cho em nè. Thể thao sát nắp 55.000, em đọc size cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, 4, 6, 7, nhanh tay lên, có 50, 4, 5, 6, 7, 55.000 luôn, chị nào lấy lên chốt cho em mã cam. Đẹp lắm, 4, 5, 6, 7, 55.000. Ai lấy lên chốt cho em mã thể thao nha mấy chị, đẹp lắm luôn nè cả nhà ơi. 70 quá mấy chị, sale 55. Rồi cam kèm size cho em luôn nha. Bây giờ em còn 4, 5, 6, 7, 55.000, ai lấy chốt cho em cam. Cam mà kèm size cho em luôn, sale rẻ cho mấy chế 55.000, mã đẹp.
Rồi qua mẫu 4567 mã cam. Em lên tiếp cái mã thề này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Rồi cái mã robot vàng nè mấy chị, đẹp chưa? Robot vàng kèm size cho em luôn nha. Em lên 3D cho mấy chị nè. 6579. Chế nào lấy lên chốt cho em nè. Size 4 đến size 8 65.000. Rồi size 9 đến size 14 79.000 luôn. Ủa đẹp lắm mấy chị đẹp ơi. Rồi robot kèm size cả nhà ơi, robot kèm size cho em luôn. 65 79. 4 5 6 7 8 sale 65.000. Từ size 9 trở lên đến size 14 em sale 79.000 luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt em, mã robot nha mấy chị. Đẹp lắm, bộ này đẹp lắm. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Rồi robot kèm size. Robot kèm size mấy chị đẹp ơi. Qua mẫu. Qua mẫu lên nè. Có ai lấy thêm gì không mấy chị ơi? Các chị nào lấy thêm gì nữa không? Cầm mail lên cho em đi. À chị nào áo lẻ không ta? Áo lẻ nãy lên rồi đó, Lệ Nguyên á. Biết Lệ Nguyên với ai vậy? Lẻ 26kg đúng không ta? Chị chịu áo lẻ comment cho em nha. Đẹp quá trời luôn á, Liên Nguyễn có lấy áo lẻ không? Liên 26kg có mấy cái áo này nè, 26kg nãy ai comment lên bên rồi. Đẹp lắm. Rồi chị nào lấy thêm gì cứ comment lên cho em đi mấy chị. À Tuyền Trần. Tuyền Trần áo lẻ 26kg. Tuyền Trần. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nè. Đẹp quá trời luôn. Size 3 nha. Size 3 8kg tới 11kg sale 30.000. Đẹp quá trời luôn. 8kg tới 12kg nè mấy chị, đẹp quá. 8kg tới 12kg 30.000 luôn. Ai lấy mã này lên chốt em, size 3 30. Size 3 30, đẹp quá trời luôn. Rồi chế nào lấy lên hốt cho em nè, 30.000 nha. Size 3 30. Size 3 30 mã đỏ. 35kg 20. Rồi em lên cái quần lẻ 35kg nè mấy chị, 30.000. 20 luôn. 20.000 đẹp quá mấy chị. 35kg nha, thun cơ thun da cá nha mấy chị. 35kg luôn, hai màu. Bây giờ hai màu này 35kg em sale cho mấy chị 20.000 luôn á. Chị nào lấy lên chốt em còn hai cái nha. Tới 35kg luôn mấy chị đẹp ơi. 20.000. 35. Rồi size 4 35.000 luôn, Million size 4 35.000, 10kg tới 13kg nè. Chị nào có size 4 lên chốt cho em đi, 35.000. Size 4, 35.000. Ai có size 4 lên hốt mấy mặt này xuống, mấy bộ này sướng lắm mấy chị. Size 4, 35.000. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha, 35 size 4. Tuyền Trần còn coi like em cưng. Đẹp lắm. Rồi bây giờ em lên cái set này nè mấy chị nha, đẹp lắm luôn. 89kg, chị nào có size lên chốt luôn. 4 áo em sale 50.000. Rồi 50.000 4 áo luôn mấy chị. Set này em sale 50 nè, 4 cái luôn, hàng cô tông này đẹp lắm luôn nha. Ai có 89kg lên hốt mấy bộ này, lên hốt 4 cái áo này cho em đi. Rồi cái set này 50, 4 áo. Còn ai lấy thêm gì nữa không mấy chị ơi? 3 không. Đẹp lắm luôn, có ai lấy thêm gì comment lên nha. Rồi share cho mấy chị cái bộ này luôn. 35.000 luôn, thể thao size 4. Size 4, 35.000, size 4. Ai có size 4 lên hốt cho em mấy bộ này đi, 35.000 luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi chị nào lấy thêm gì comment lên cho em đi mấy chị. Chị nào lấy thêm gì cứ comment lên cho em nha. Ai lấy thêm gì nãy giờ mấy chị mua, muốn thích lấy thêm mẫu nào comment lên cho em. Rồi bây giờ em lên cái bộ lẻ nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn nè, size 13. Size 13 bộ 3D còn có một bộ à, em sale 65.000 luôn, chị nào lấy lên chốt. Bộ này 95 á. Rồi size 13. Ôi đẹp quá trời luôn nè. Chế nào có size 13 lên chốt em đây, lỗi lầm còn coi slide không vậy. Rồi 65.000 luôn mấy chị đẹp ơi nha. Còn một bộ 3D cao cấp nha mấy chị. Nào còn lẻ lẻ em sale rẻ cho mấy chị luôn. Rồi size 13 65.000. Đẹp quá trời luôn.
Rồi ai có size 13 lên chốt. Rồi có ai lấy thêm gì không mấy chị đẹp ơi? Chị nào lấy thêm gì cũng comment lên cho em nha. Đẹp lắm. Có ai lấy thêm gì không mà cả nhà ơi, cả nhà. Chị nào nãy giờ muốn lấy thêm gì, ai vô sao là muốn lấy gì comment lên cho em đi, em lên là em ớt luôn mấy chị đẹp. Rồi chế nào mà nãy giờ á, khách mới á, lên thông tin đầy đủ cho em nha mấy chị nha, mấy chế vô inbox cho thông tin đầy đủ cho em đi. Đẹp. Rồi mấy chị nào vô sao muốn lấy gì comment lên lên cho em đi, em lên luôn em ớt luôn mấy chế đẹp ơi nha, mấy chế đẹp nào mà vô sao nè. Bộ đẹp quá mấy chị ơi. Ai lấy size 4 lên chốt cho em đi mấy chị nha. Size 4 em size 40 còn bộ à. Size 4. Size 4 10kg tới 13kg nè. Chị nào lấy lên chốt em đi 40.000 luôn nha. Mấy chế đẹp ơi, size hơi nè. Bộ đẹp quá. Mã đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 40.000, 40.000 size 4 mấy chế. Chế nào có size lên chốt mấy chị đẹp. Xe hơi nha, bộ xe hơi 3D nè, 75 á, xe 40 luôn mấy chị. Rồi có ai lấy thêm gì mấy chị? Ai lấy thêm gì nữa không? Comment lên cho em đi, rồi em lên rồi em off luôn. Di Đông Thanh, cô lên cho con ba gì? Bộ 3D có tai người nhện đi cô. 3D có tai người nhện. Có ai lấy thêm gì mấy chị nhanh tay lên đi comment lên cho em đi. Rồi để cô lên cho con thôi còn sai. Có tài. Đây 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 người nhện người nhện. Ôi đẹp lắm luôn đây 6579 mấy chị đẹp ơi 6579 nhanh tay lên chốt cho em nè. Mỹ Hoàng, bộ sát nách size 11 đi chị. Rồi ok em luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt là Khanh ơi, chốt cho cô đi Khanh, đẹp lắm luôn. 4, 5, 6, 7, 8 65 ngàn. Đẹp lắm luôn, từ size 9 trở lên tới size 14 79 ngàn. Rồi ok con nè, size 6 cho con luôn. Sáu mươi lăm bảy mươi chín. Rồi Mỹ Hoàng đợi chị xíu, đẹp quá trời luôn. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, ai lấy nửa chốt nhện cho em đi mấy chị. 6579 nha, 6579 qua mẫu. Rồi lên tiếp nè mấy chị đẹp ơi, đây đây sát nách size 11 sale cho Mỹ Hoàng 60.000 luôn. Đây đẹp lắm luôn. Mã thể thao đẹp lắm luôn cộng bộ 60 luôn nè Mỹ Hoàng lấy chốt nha. Chưa bằng bộ size nhỏ nữa, size nhỏ là 70 rồi á. Rồi 60 luôn lấy chốt Mỹ Hoàng ơi, đẹp lắm luôn nha. Sát nách size 11 mã xanh dương. Thể thao, thể thao. Mẫu đó em lấy rồi. Rồi lấy rồi thôi nha. Đẹp lắm luôn. Rồi size 11, 60. Chị nào lấy lên chốt. Lên mẫu hình cho chị. Lên mẫu hình cho em nha. Đẹp lắm luôn.
Rồi lên mẫu hình đẹp lắm luôn mấy chế đẹp ơi. Sát nách mẫu hình nha, hoặc đẹp lắm luôn. Xe hơi kèm size 65 77. Size 9 trở lên tới size 14 77 lấy chốt đi Mỹ Hoàng. Rồi mã xe cho em luôn nha, em đang lên 3D hình nè, đẹp lắm luôn. 3D hình nhanh tay lên mấy chị ơi, 65 77 nhanh tay chốt nha. Em xe trên like cho mấy chị 65 77. Rồi qua mẫu. Ai lấy mã này lên chốt em mã xe nha. Mấy chị lấy chốt trên like giá rẻ nha. Trên inbox không có giá này mấy chị ơi. Mã này xe lớn á, là em đang bán 85-90 trên inbox nha. Mấy chị lấy trên like đi, xe 77.000 cho mấy chị lấy đi. Rồi lên về mẫu nè. Lên về mẫu cho em chứ lấy đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy thêm gì comment lên cho em đi, em ớt luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi khủng long kèm size cho em luôn. Đẹp lắm luôn, mấy cái bộ này đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi sát nách hình mấy chị ơi, sát nách 3D nha, 65-77, 9-14-77, nhí 4-5-6-7-8, xe cho mấy chị 65.000. Rồi lấy chốt khủng long. Bộ này còn 11 đó chế, khủng long còn 11 đúng không? Nào còn 11 lấy đi Mỹ Hoàng ơi, đẹp lắm. Lấy like đi, giá rẻ em trên like ưu tiên cho mấy chế. Rồi qua mẫu. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi, nhện vàng luôn, mã nhện kèm size cho em luôn mấy chị đẹp nha. Chế nào lấy nhanh tay lên chốt đi nè, nó không có đợi mình đâu. Mấy chị thích thì cứ chốt liền cho em đi. Nhí 65 đại 77. Đẹp lắm luôn. Rồi nhện kèm size cho em luôn mấy chế, nhện kèm size qua mẫu. Khung lạnh 3D bên em là cao cấp nha mấy chị, hàng cao cấp nha mấy chế. Đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi, 65-77, nhanh tay lên nè cả nhà ơi. Lấy chốt cưng ơi, lên thêm mẫu này nữa. Ủa, đẹp lắm, bộ nào cũng đẹp mấy chị ơi. Rồi, chế nào lấy mã này lên chốt cho em mã xe dạ quang nè. Xe dạ quang mấy chị ơi, 9kg tới 40kg nha mấy chị đẹp. 9kg tới 40kg, đẹp lắm luôn. Rồi lấy chốt cho em mã xe nha, mã xe 11. Đẹp lắm luôn. Lên rồi đó, giờ lên lại cho Mỹ Hoàng á, nào có 11 Mỹ Hoàng lấy đi nha em, đẹp lắm. Rồi 65-77, chị nào lấy gì nữa nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi, 65-77 trên like luôn mã xe. Rồi lên thêm một mẫu này nữa, đẹp quá. Rồi Batman kèm size cho em luôn mấy chị ơi, 65-77 luôn. Nhí 65 đại 77 Batman. Cưng quá luôn á, mấy bộ này đẹp lắm luôn. Rồi 65-77 mã Batman cho em luôn nha cả nhà ơi. Chế nào lấy nhanh tay lên chốt cho em đi xong. 9kg tới 40kg, đẹp lắm, bộ này đẹp quá trời. Rồi Batman kèm size. Rồi bộ Batman cho Mỹ Hoàng luôn. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi, nhanh tay lên nè mấy chị đẹp. Rồi nhanh tay lên chốt cho em mã cá mập nè, cá mập nha, cá mập kèm size luôn. Chế nào lấy lên chốt cho em cá mập kèm size 65-77, đẹp lắm luôn mấy chị. Chị nào lấy hôm nay nhanh tay lên chốt cho em nha, thích thì cứ lấy liền đi mấy chị đẹp. Rồi, ơi hết nha. Màu ơi, lên mấy màu cho Mỹ Hoàng rồi đó, 5 màu rồi, nãy giờ là mấy màu rồi ta, 6 màu rồi. Đẹp lắm. Rồi lên thêm mẫu cuối cùng. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em nè, siêu anh hùng nè, đẹp quá trời luôn. Siêu anh hùng 65-77, nhí 65 đại 77. Rồi siêu anh hùng kèm size nha. Rồi hết màu, rồi, hết màu của em là 8 màu rồi đó. Có màu không? Gì? Hết màu rồi đó. Ừ 8 màu rồi. Rồi hết rồi nha cưng ơi, đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy lên chốt cho em. Rồi lấy cho anh hùa, lấy cho siêu anh hùng cho Mỹ Hoàng đi. Rồi chị lên đủ 8 màu của em rồi đó, 8 màu đủ, có size 11 đó. 3
ba bộ cho em luôn. Ai gọi mà còn gì số gì tùm lum số gì. 1 cộng á 650505297. Rồi chốt là Mỹ Hoàng 3 bộ rồi nha cưng, đẹp lắm luôn. Siêu anh hùng size 11 luôn, 77.000. Lấy thêm có tay hay gì không chế? Em lên chị lấy thêm mấy bộ luôn. Có tay không? Có tay có cơ. Em có lấy ta có tay không? Có tay, tay dài quần dài có luôn, tay ngắn quần ngắn có luôn. Nhanh tay lên chốt cho chị, comment lên cho chị lên cho chị nghĩ luôn. Đẹp lắm. Nếu mà lấy thêm comment nha. Có tay bỏ bóng rổ đẹp. Bóng rổ nè, có nè nha. 3D có luôn. Tay dài quần dài có luôn, đẹp lắm. Rồi chế nào lấy thêm gì comment lên cho em đi mấy chị đẹp ơi. Mỹ Hoàng lấy thêm comment lên cho chị luôn. Đẹp quá. Rồi Mỹ Hoàng có lấy thêm gì không em? Có lấy thêm gì đúng không? Chị lên là chị nghỉ luôn. Rồi xin chào cả nhà nha mấy chị đẹp.